Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 206. Diệp Huyên thoáng kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, cười nói, được. Rồi nhấc chân đi vào bên trong. Tiên cổ nguyên trần trừ, Tuyết Nhi à, tên Diệp Huyên này. Thôi, ngày vui không nói chuyện mất hứng. Thần sắc Lý Tuyết vẫn ảm đạm. Người này không phải phu quân trong mộng của nàng ta, nhưng đã sinh ra ở thế gia đại tộc, ai có thể làm chủ hôn sự của mình. Ngay cả tiên cổ yêu cũng không thể, nói chi là nàng. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên bước vào trong điện, thấy đã có mấy chục người tụ tập, tất cả đều là những nhân vật có tiếng tăm của vũ trụ chư thần. Ở bàn trung tâm có một người với khí tức rất quen thuộc, không phải là tiên cổ yêu mà là mẫu thân của nàng ấy. Người phụ nữ ấy cũng đang quan sát hắn bằng ánh mắt lạnh căm, hiển nhiên là cực kỳ tức giận trước sự không biết thức thời của hắn. Người đàn ông trung niên ngồi cạnh bà ta hỏi, hắn chính là Diệp Huyên. Người này là tộc trưởng tiên cổ đồng. Người phụ nữ gật đầu. Tiên cổ đồng quan sát Diệp Huyên một hồi, khẽ nhíu mày, hắn đang giấu khí tức sao? Người phụ nữ nhàn nhạt đáp, chỉ là một kẻ tầm thường có chút kiến thức mà thôi. Tiên cổ đồng cười, vậy thì không cần phải lo, hắn không cùng một đẳng cấp với yêu nhi. Người phụ nữ lại lắc đầu, ta vẫn có chút lo lắng. Một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt bà ta, hy vọng hắn biết thức thời, bằng không ta sẽ khiến hắn vĩnh viễn biến mất trên đời. Tiên cổ đồng liếc nhìn Diệp Huyên, khí độ bất phàm, nhưng thực lực quá yếu, lại không có chỗ dựa, không ở cùng một thế giới với yêu nhi nhà chúng ta. Ông ta lắc đầu, mặc kệ đi, chớ vì hắn mà bỏ mặc các khách quý khác ở đây. Người phụ nữ im lặng một hồi, nói, nhân lúc yêu nhi còn chưa đến, đuổi hắn đi đi. Tiên cổ đồng suy ngẫm một hồi, gật đầu cũng được. Người phụ nữ đưa mắt ra hiệu cho một lão già áo trắng gần đó. Lão ta gật đầu hiểu ý rồi đi đến góc nhỏ nơi Diệp Huyên đang loay hoay tìm chỗ ngồi. Hắn thấy lão ta đến thì ngạc nhiên, tiền bối. Lão già do dự một hồi rồi nói, Diệp công tử, nơi này không hoan nghênh ngươi. Diệp Huyên sửng sốt, muốn đuổi ta ư. Lão già gật đầu, mời công tử rời đi cho. Diệp Huyên chớp chớp mắt, nhìn khắp bốn phía, không thấy tiên cổ yêu ở đây. Lão già lặp lại, mời Diệp công tử đi cho. Sau một hồi im lặng, hắn gật đầu, ta sẽ không bao giờ đặt chân đến tiên cổ thành nữa. Sau đó xoay gót đi. Hắn không cố tình giấu giếm nên cho dù âm thanh không lớn nhưng những người khác đều nghe thấy nói đùa. Họ là ai mà không nghe chứ? Ngôn Biên Nguyệt ngồi chung bàn với người phụ nữ kia cười lên, ra là Diệp công tử dỗi rồi đấy. Tiên cổ yêu đi vào đúng lúc này, nghe Ngôn Biên Nguyệt nói vậy thì cau mày. Nàng ấy nhìn xung quanh một lượt, không thấy Diệp Huyên thì sắc mặt lạnh hẳn đi, hỏi lão già áo trắng có chuyện gì? Lão ta muốn nói lại thôi. Ngôn Biên Nguyệt hỏi tiên cổ Nguyên huynh, ban nãy Diệp công tử kia tặng một quyển sách đúng không? Tiên cổ Nguyên gật đầu, phải. Ngôn Biên Nguyệt bật cười, đúng là thú vị. Ta thật muốn biết hắn tặng sách gì, tin rằng mọi người cũng tò mò không kém. Hẳn Nguyên huynh sẽ không ngại cho chúng ta xem chứ. Tiên cổ Nguyên thoáng do dự, quay sang nhìn Lý Tuyết. Nàng ta nhìn những người khác một lượt rồi mới chần chừ mở túi vải ra. Khi thấy bốn chữ ghi trên quyển sách cổ kia, đồng tử nàng ta rụt lại, giọng run lên, đây là... Những người khác nhíu mày. Giới chủ vân giới Lý Lan bỗng đi đến bên cạnh con gái, thấy chữ ghi trên sách thì biến sắc. Ông ta cầm lấy nó, mở ra nhìn lướt một phen, run rẩy cất tiếng, trời ơi! Là thật, chính là bộ luật thần đạo. Bộ luật thần đạo. Bốn chữ này khiến tất cả ngây ra như phỗng. Ai nấy đều rối rít đứng lên muốn nhìn một cái, nhưng thần thức đều không thể xuyên thấu được. Có điều nhìn từ sắc mặt Lý Lan thì chắc chắn là hàng thật. Tiên cổ đồng và người phụ nữ kia cấp tốc đi đến bên Lý Lan, nhìn thấy nội dung trong quyển sách thì ngây ra như phỗng. Là thật. Hàng thật giá thật. Ngôn Biên Nguyệt cũng nhìn thấy, khi xác định quyển sách là bộ luật thần đạo thật thì đứng ngây ra như trời trồng. Tiên cổ yêu gặng hỏi lão già áo trắng, hắn đâu rồi? Lão ta chần chừ một hồi mới đáp, đã bị phu nhân đuổi đi rồi. Trong đầu ai nấy đều trống rỗng. Gương mặt tuyệt sắc của tiên cổ yêu thoát cái trắng bệch. Bị đuổi đi rồi.
bị đuổi. Những người có mặt đồng loạt hóa đá. Tiên cổ yêu ngẩn ra, sau đó hối hả lao ra ngoài như phát điên. Tiên cổ đồng phẫn nộ chừng người phụ nữ, đúng là mắt mũi đàn bà. Tóc dài não ngắn, tức chết ta rồi. Người phụ nữ, bỗng nhiên, Lý Lan thu bộ luật thần đạo vào tay. Tiên cổ đồng thấy vậy thì biến sắc, Lý Lan huynh có ý gì? Lý Lan chỉ nói, đây là món quà Diệp công tử tặng cho tiểu nữ, cũng có nghĩa là thuộc về Lý gia ta, có vấn đề gì sao? Mọi người! Tiên cổ đồng trợn trừng nhìn Lý Lan với đôi mắt như muốn phun lửa, Lý huynh. Đó là quà Diệp công tử tặng con ta. Lý Lan cười nhạt, tặng con ngươi. Phụ thề các ngươi đã đuổi hắn đi mà còn nói là quà hắn tặng con ngươi. Hừ, vô liêm sỉ. Sắc mặt tiên cổ đồng đen xì, Lý Lan. Hôm nay là ngày vui của con trai ta và con gái ngươi. Đừng bắt ta phải trở mặt. Lý Lan cười khẩy, muốn trở thì trở. Ông ta đã ao ước bộ luật thần đạo này biết bao lâu, nhưng vì giá cả quá đắt đỏ nên không mua nổi, cho dù mua được thì cũng sẽ tổn thất cực lớn. Nào ngờ bây giờ cứ thế đến tay. Một cách dễ dàng như vậy. Thử hỏi ông ta làm sao có thể nhả ra, cho dù có phải trở mặt cũng tuyệt đối không. Thấy Lý Lan không chịu nhượng bộ, sắc mặt tiên cổ đồng trở nên xấu xí vô cùng, hai bàn tay siết lại, ra chiều sắp tấn công. Lý Lan không hề yếu thế, đối chọi lại cực kỳ gay gắt. Bầu không khí vui vẻ náo nhiệt cứ thế biến mất. Mặt Lý Tuyết trắng bệch như giấy, trong lòng chợt cảm thấy xót xa vô cùng. Nàng ta nhìn sang tiên cổ nguyên, thấy y cũng đang dán mắt vào quyển bộ luật thần đạo trong tay Lý Lan. Lý Tuyết thoáng ngẩn người, đoạn bật ra một tiếng cười thê lương, xoay người rời đi. Tuyệt nhiên không có lấy một người nào trong điện để ý đến nàng, bao gồm cả tiên cổ nguyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên đang điều khiển xe ngựa rời khỏi tiên cổ thành. Trong tay hắn cầm một quyển sách cổ tên Thần Dịch, tương truyền do một vị đế vương từ thời vô cùng xa xưa để lại. Nội dung tương đối thú vị, hắn đọc mà cũng thích thú theo. Không gian phía sau hắn bỗng chấn động, một khắc sau, xe ngựa dừng lại, một cô gái cũng xuất hiện đằng trước. Chính là người vừa rời khỏi tiên cổ thành để đuổi theo tiên cổ yêu. Nàng ấy nhẹ giọng hỏi, người giận ư? Diệp Huyên gật đầu. Sau một hồi im lặng, tiên cổ yêu nói, khi ấy ta có việc nên không xuất hiện được, thật sự xin lỗi ngươi. Diệp Huyên cười, không liên quan đến cô. Tiên cổ yêu, ta thay mặt tộc nhân xin lỗi ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, không cần thiết. Tiên cổ yêu không nói gì nữa. Diệp Huyên, thật ra thì ta hiểu vì sao họ làm vậy. Tiên cổ yêu nhìn hắn, nghe hắn tiếp lời, trong thế giới rộn ràng này, ai ai cũng theo đuổi danh lợi, đó là chuyện rất đối bình thường. Bọn họ thấy chúng ta là bạn, sợ rằng sẽ xảy ra điều gì đó vượt quá tình bạn, đó cũng là thường. Dù sao nhà cô cũng là thế gia đại tộc, một khi thành hôn chắc chắn phải chú trọng môn đăng hộ đối, đúng không? Tiên cổ yêu không đáp. Diệp Huyên lại hỏi, yêu cô nương có xem ta là bạn không? Tiên cổ yêu gật đầu. Diệp Huyên cười, vậy thì đừng để bản thân bị thế tục trói buộc, hãy nghe theo nội tâm, sống tự do tự tại đi. Nói xong, hắn đánh xe rời đi. Để lại tiên cổ yêu im lặng suốt một hồi lâu, sau đó thở dài não nề, xoay người rời đi. Khi nàng ấy trở lại tiên cổ thành, mới phát hiện hôn lễ đã kết thúc, thay vào là một trận kịch chiến. Tiên cổ đồng và Lý Lan đã lao vào đánh nhau rồi. Các cường giả khác đến làm khách đều trợn mắt há mồm nhìn hai bên xui ra trở thành kẻ địch. Hết sức đặc sắc. Nhưng càng quái dị hơn là, Diệp Huyên của thư viện Quan Huyên kia lại dùng bộ luật thần đạo làm quà tặng. Chẳng lẽ là người ngu lắm tiền sao? Đã có một vài thế lực rời đi, nhanh chóng tìm hiểu về hắn. Có thể dùng bộ luật thần đạo làm quà thì liệu sẽ là người thường ư? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết là không rồi. Có vài kẻ thì đang cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì hành động đuổi Diệp Huyên đi của tiên cổ đồng và phu nhân ông ta. Nước đi thần thánh gì thế này? Sau khi trở về tiên cổ thành, tiên cổ yêu ra tay ngăn cản cuộc ẩu đả giữa tiên cổ đồng và Lý Lan. Nàng ấy lạnh lùng nói, tiên cổ thành và huyền giới giờ đã thành trò cười cho người khác, hai người còn muốn tiếp tục sao?
tiên cổ đồng đen mặt, bộ luật thần đạo phải là của tiên cổ tộc chúng ta. Tiên cổ yêu nhìn ông ta, chẳng lẽ không phải là của huyền giới rồi à? Tiên cổ đồng sửng sốt. Tiên cổ yêu bỗng quay sang quát vào mặt tiên cổ nguyên, đồ ngu. Ngươi không thấy vợ ngươi biến mất rồi à? Tiên cổ nguyên nghe vậy thì vội vã nhìn xung quanh, không thấy Lý Tuyết ở đâu thì ngẩn ra. Tiên cổ yêu lạnh lùng nhìn y, bộ luật thần đạo kia quan trọng hơn vợ ngươi sao? Tiên cổ nguyên cúi đầu, không dám hé răng. Tiên cổ yêu tức tối mắng, còn không mau đi tìm. Tiên cổ nguyên lập tức thối lui, tiên cổ yêu lại quay sang Lý Lan, Lý bá phụ, hai nhà chúng ta liên hôn vốn là để đoàn kết lại, hôm nay lại vì bộ luật thần đạo này mà chia rẽ, người thấy có đáng không? Lý Lan không đáp, tiên cổ yêu nói sau một hồi im lặng, đã là quà tặng của Diệp công tử thì vừa thuộc về tiên cổ tộc, cũng thuộc về Lý tộc. Nếu đã vậy, ta đề nghị chúng ta cùng san sẻ cho nhau, mọi người thấy thế nào? Lý Lan im lặng một hồi lâu mới nói, được. Tiên cổ đồng cũng trầm tư một hồi, nói, được. Tiên cổ yêu gật đầu rồi nhìn sang người phụ nữ đang đứng ở một bên, khiến bà ta vô thức chột dạ. Tiên cổ yêu đi đến, nhẹ giọng nói, con đã lớn rồi, không cần cha mẹ sắp xếp từng chuyện cho nữa. Sau đó thì rời đi. Để lại người phụ nữ và tiên cổ đồng với sắc mặt khó coi. Chấm chấm chấm. Tiên cổ yêu đi đến đại điện đã vắng bóng khách khứa. Nàng ấy gọi, ra đây. Một ông lão áo trắng chậm rãi bước ra từ phía sau. Tiên cổ yêu lãnh đạm hỏi, khi hắn vào không được đối đãi như người khác, đúng không? Ông lão gật đầu. Tiên cổ yêu im lặng hồi lâu mới hỏi tiếp, khi ấy hắn có giận không? Ông lão do dự rồi đáp, hẳn là vẫn chưa, Diệp công tử chỉ là nhìn bốn phía như đang tìm tiểu thư. Tiên cổ yêu siết tay lại, ánh mắt lạnh đi, hồi lâu sau lại hỏi, lúc rời đi hắn có nói gì không? Ông lão muốn nói lại thôi. Tiên cổ yêu nhắm mắt, nói. Ông lão hạ giọng, Diệp công tử nói sẽ không bao giờ đặt chân đến tiên cổ thành nữa. Hai mắt tiên cổ yêu mở to, đôi tay siết lại, rất lâu sau mới nhắm lại. Chấm chấm chấm. Vân giới. Trên đỉnh Vân Phong có một cô gái ngồi trên manh chiếu, tay đặt trên gối, đã vào trạng thái nhập định. Người này chính là giới chủ Vân giới. Giữa đôi tay nàng ta đang có từng tia sáng lấp lóe. Nàng đang tu luyện theo quyển bộ luật thần đạo mà Tần Quan viết. Lúc này, có một ông lão chậm rãi đi đến, thấy Thần Lam đang tu luyện thì khẽ thi lễ. Thấy ông ta muốn lui xuống, Thần Lam lên tiếng, nói đi. Ông lão gật đầu. Kể lại chuyện ở tiên cổ thành. Thần Lam khẽ cau mày, hắn dùng bộ luật thần đạo làm quà. Ông lão gật đầu, ai nấy đều kinh hãi. Thần Lam, bị tiên cổ đồng và phu nhân của lão đuổi đi. Ông lão gật đầu. Sau một hồi im lặng, Thần Lam tấm tắc lợi hại. Ông lão cười khổ, vì Diệp công tử thoạt nhìn quá tầm thường. Thần Lam lắc đầu, không phải hắn tầm thường, mà là mọi người đều xem thường hắn. Ông lão nhíu mày, xem thường ư. Thần Lam nhìn về phương xa, thì thầm, hắn tuyệt đối không tầm thường. Chấm chấm chấm. Tiên bảo các. Trong một gian phòng nhỏ nọ có một cô gái đang ngồi, gương mặt bị che khuất dưới lớp mặt nạ. Một cô gái khác chậm rãi đi đến, ghé vào tai nàng ta thì thầm vài câu. Cô gái đeo mặt nạ nheo mắt lại, hắn dùng bộ luật thần đạo làm quà. Người kia gật đầu, phải. Cô gái đeo mặt nạ im lặng hồi lâu mới nói, hào phóng thật. Cô gái kia cười, đúng vậy, ai nấy đều kinh hãi. Họ đều đang cho rằng hắn thích cô nương tiên cổ yêu kia nên mới. Nàng ấy như nghĩ đến điều gì mà không nói nữa. Cô gái đeo mặt nạ im lặng. Cô gái kia do dự một hồi rồi hỏi, tiểu thư, chúng ta có phải tiếp tục chú ý Diệp công tử này không? Cô gái đeo mặt nạ điềm tĩnh gật đầu, tiếp tục. Và chuẩn bị một chút, ta muốn đến thư viện Quan Huyên. Cô gái kia ngạc nhiên. Cô gái đeo mặt nạ lại nói, đi đi. Cô gái kia vội vàng gật đầu, vâng. Cô gái đeo mặt nạ nhìn bức họa để trước mặt, người trên đó chính là Diệp Huyên. Nàng ta thì thầm, Diệp công tử, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu bí ẩn đây. Khiến ta tò mò quá đi. Chấm chấm chấm.
Diệp Huyên ngồi xe ngựa trở về thư viện, nhưng chưa kịp đặt chân vào thì ngẩn ra. Bởi vì cô gái đang đứng trước cổng không phải ai khác ngoài Lý Tuyết. Nàng ta vẫn khoác hỷ phục trên người, xinh đẹp tuyệt trần. Lý Tuyết thấy hắn thì thi lễ, Diệp công tử. Diệp Huyên cười, không phải cô nương nên ở tại Tiên Cổ Thành ư. Lý Tuyết, ta muốn gia nhập thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên ngạc nhiên, gia nhập. Lý Tuyết gật đầu, Diệp Huyên hỏi, vì sao? Lý Tuyết ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, vì ta muốn trở thành người trí tuệ như ngươi. Diệp Huyên, Lý Tuyết, có được không? Diệp Huyên cười, vậy thì chào mừng. Lý Tuyết nhìn vào mắt hắn, nhưng ta có thể sẽ khiến ngươi gặp phiền phức. Diệp Huyên cong môi, chỉ cần ta muốn, toàn bộ chư thiên vũ trụ này sẽ tan thành mây khói trong chớp mắt. Lý Tuyết. Cứ như vậy, Lý Tuyết trở thành một thành viên của thư viện Quan Huyên. Sau khi gia nhập rồi, Lý Tuyết mới thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng ta phát hiện ra phần lớn học viên trong thư viện chỉ là người bình thường. Nơi này không lấy tu luyện làm chủ mà chú trọng vào học tập, hơn nữa những đầu sách bên trong cũng cực kỳ đồ sộ, thể loại nào cũng có. Lý Tuyết ban đầu chỉ là chán ghét cuộc sống của mình, muốn trốn thoát khỏi gánh nặng trên lưng, nhưng bây giờ nàng ta mới nhận ra mình thật sự rất thích nơi này. Thích bầu không khí. Thích các học viên. Thích cả viện trưởng. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên đi ra ngọn núi phía sau thư viện Quan Huyên, nơi đó vốn không có gì cả, nhưng bây giờ đã mọc lên một khu rừng trúc rậm rạp, cũng chính là kiệt tác của Thư Hiền. Sau khi có tiền, hắn tất nhiên phải trang hoàng thư viện một chút, bởi mục tiêu của nó là nhắm về tương lai, nếu đơn giản quá thì không được. Nhưng dù sao cũng là thư viện, vì vậy Thư Hiền cũng không chọn phong cách xa hoa, chỉ tập trung vào văn nhã là đủ. Diệp Huyên xếp bằng ngồi trong rừng trúc. Gió thoảng khẽ lay, lá trúc dập dờn, bốn bề tĩnh lặng. Hắn đặt thanh kiếm kiếm chủ áo xanh đưa cho trên gối. Cho đến nay hắn vẫn chưa phát hiện ra điều đặc biệt của nó, cũng không có hứng đi tìm hiểu, bởi vì với hắn, chỉ cần là kiếm là đủ rồi. Trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể trở thành kiếm. Diệp Huyên cứ thế tĩnh tọa tầm 3 giờ. Bỗng nhiên hắn mở mắt ra. Một khắc sau, có ba tia kiếm quang xuất hiện trước mặt hắn, sau đó lại hợp nhất thành một. Chạm tương lai, chạm quá khứ, chạm hiện tại. Ba đường kiếm hợp làm một. Thêm vào nhất kiếm chạm hư vô. Vào giây phút chúng hòa vào nhau, thời không trước mặt Diệp Huyên bỗng dần dần biến mất. Nó đang bị xóa sổ. Diệp Huyên khẽ động tâm niệm, thanh kiếm biến mất. Hắn thu hồi sức mạnh của mình, bắt đầu tu bổ lại vùng thời không vũ trụ. Công việc này tốn chừng một giờ. Phá thì dễ, tạo lại mới khó. Diệp Huyên chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn sang cô gái đứng ở một bên. Chính là Thanh Khâu. Hắn cười hỏi, lợi hại không? Thanh Khâu vội vã gật đầu, lợi hại. Diệp Huyên bật cười, muội muốn tu kiếm chứ? Thanh Khâu lắc đầu, ta không thích. Diệp Huyên chớp mắt, tò mò hỏi, vậy thích tu cái gì? Thanh Khâu suy nghĩ một hồi rồi nói, đạo lý. Diệp Huyên ngạc nhiên, đạo lý. Thanh Khâu siết tay lại, nghiêm túc nói, đạo lý của ta lớn đến đâu, nắm đấm của ta lớn đến đấy. Diệp Huyên, do chính muội sáng tạo ra. Thanh Khâu gật đầu. Diệp Huyên im lặng. Con bé này giữ dằn phết. Như nghĩ đến điều gì, hắn hỏi, đã đọc hết bộ luật thần đạo chưa? Thanh Khâu gật đầu, đọc rồi. Diệp Huyên, cảm thấy thế nào? Thanh Khâu nghiêm túc nói, rất lợi hại. Diệp Huyên bật cười, muội có còn cần gì về mặt tu luyện không? Thanh Khâu chần chừ, có thể nói được không? Diệp Huyên gật đầu, được chứ? Thanh Khâu tròn mắt, ta có một đề nghị cho thiếu chủ ca ca. Diệp Huyên, đề nghị gì? Thanh Khâu nghiêm túc nói, thư viện của chúng ta không thiếu người có học vấn, mà thiếu người có khả năng chiến đấu. Để thay đổi tư tưởng của vũ trụ, không chỉ cần có học vấn và tư tưởng vĩ đại, mà còn cần sức mạnh và võ lực đứng đầu. Diệp Huyên im lặng. Thanh Khâu tròn mắt hỏi, ta nói đúng không? Diệp Huyên gật đầu cười, đúng. Thanh Khâu cong môi, nên ta đề nghị chia thư viện ra làm văn viện và võ viện, cùng một mạch nhưng chức năng khác nhau. Chúng ta cũng có thể thu nhận những học sinh có thiên phú cao, đào tạo họ tu luyện.
chúng ta cần nhân tài ở nhiều phương diện, đồng thời cũng cần rất rất nhiều tiền. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi nói, chuyện tiền bạc để ta nghĩ cách, còn chuyện võ viện giao cho muội. Thanh Khâu tròn mắt, ta có thể làm viện thủ võ viện không? Diệp Huyên kinh ngạc nhìn nàng, muội làm được không? Thanh Khâu nghiêm túc đáp, được, ta tin ta làm được. Sự tự tin của cô bé khiến Diệp Huyên không khỏi ngạc nhiên. Thanh Khâu chần chừ hỏi lại, có được không? Diệp Huyên cười, tất nhiên rồi. Thanh Khâu, huynh sẽ ủng hộ ta chứ? Diệp Huyên gật đầu, ta ủng hộ muội. Thanh Khâu giơ một ngón tay lên, ta bảo đảm với thiếu chủ ca ca. 3 năm sau, tất cả mọi người sẽ phục ta, khi ấy không cần huynh chống lưng cho nữa. Diệp Huyên cười, ta tin muội. Thanh Khâu cười he he, vậy ta đi chuẩn bị ngay đây. Sau đó xoay người nhảy phát đi, biến mất ở nơi xa. Diệp Huyên nhìn theo bóng lưng cô bé, cảm thấy chấn động vô cùng. Mới qua bao lâu mà con bé này đã đạt đến tuế nguyệt tiên rồi vậy? Bật hách à! Hắn khó hiểu vô cùng khi thấy quá trình tu luyện của Thanh Khâu bất thường đến vậy, mức độ yêu nghiệt còn kinh khủng hơn bất kỳ ai hắn từng gặp, bao gồm cả con ông cháu cha là hắn đây. Diệp Huyên lấy bút đại đạo ra, hỏi, bút huynh này, cô bé yêu nghiệt như vậy là vì ngươi sao? Bút đại đạo mất hồi lâu mới trả lời, cô bé ấy là chuyển thế của một vị đại lão tuyệt thế. Số mệnh không nằm trong tay ai, cho dù là chủ nhân ta cũng không thể nghịch chuyển. Số mệnh của nàng chỉ đặc biệt sau tam kiếm, mà vị đại lão kia cũng có liên quan sâu xa với ngươi. Diệp Huyên khẽ cau mày, có liên quan đến ta. Bút đại đạo không nói gì thêm. Diệp Huyên vội hỏi, liên quan thế nào? Vẫn im ri. Diệp Huyên đen mặt, ngươi đừng có nói một nửa rồi ngưng được không? Có biết làm vậy thất đức lắm không? Không ai đáp lời. Diệp Huyên muốn chửi thề. Bỗng Thư Hiền đi đến nói, thiếu chủ, có người đến thăm. Thăm. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, tò mò hỏi, ai vậy? Thư Hiền, nàng ấy nói đến từ Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các. Diệp Huyên gật đầu, dẫn đến thư điện đi. Thư Hiền thi lễ, vâng. Sau đó lui xuống. Khi đi đến thư điện, nhìn thấy cô gái đeo mặt nạ ngồi trong. Diệp Huyên không khỏi sửng sốt. Bởi vì đây chính là cô gái múa dẫn đầu hắn từng gặp ở Tiên Bảo Các. Diệp Huyên mỉm cười, là cô nương. Cô gái cười, Diệp công tử còn nhớ ta. Diệp Huyên gật đầu, dĩ nhiên, dáng múa của cô nương, đời này hiếm có. Cô gái, Diệp công tử thấy đẹp sao? Diệp Huyên, rất đẹp. Sau đó đổi chủ đề, cô nương đến đây hẳn không phải để thảo luận về dáng múa chứ? Cô gái nháy mắt đầy tinh nghịch, nếu ta nói đúng vậy thì sao? Diệp Huyên nghiêm mặt, ta là người đàng hoàng, cô nương đừng trêu cợt. Cô gái thoáng ngẩn ra rồi duyên dáng cười, Diệp công tử đúng là người thú vị. Diệp Huyên đưa tay, mời ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau. Diệp Huyên hỏi, cô nương xưng hô thế nào? Cô gái suy nghĩ một hồi, đáp Bắc Ngạn. Bắc Ngạn. Diệp Huyên mỉm cười, Bắc Ngạn cô nương hôm nay đến đây là để. Bắc Ngạn, muốn làm quen với Diệp công tử thôi. Diệp Huyên, làm quen với ta. Bắc Ngạn gật đầu. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta có gì hay ho đâu mà quen. Bắc Ngạn khẽ cười, có thể dùng bộ luật thần đạo làm quà tặng, Diệp công tử hào phóng hơn người. Diệp Huyên, Bắc Ngạn cô nương đến đây vì nó. Bắc Ngạn nhìn hắn, trong tay Diệp công tử hẳn vẫn còn, ta có thể xem không? Diệp Huyên lắc đầu, xin lỗi, bộ luật thần đạo trước mắt chỉ cho học viên của thư viện xem. Bắc Ngạn nói ngay tắp lự, ta sẵn sàng gia nhập. Diệp Huyên lại cười, không được. Bắc Ngạn nhíu mày, vì sao? Diệp Huyên, vì cô quá bí ẩn. Bí ẩn. Cảnh giới của Bắc Ngạn hiện nay là luân hồi hành giả cảnh. Nhưng chỉ là giả mà thôi, chứ thật ra nàng ta phải là chi huyền cảnh, đã vậy còn không như bình thường. Sở dĩ hắn biết được là nhờ có bút đại đạo. Hắn nhận ra trước cây bút này, mọi biện pháp che giấu đều vô ích. Câu nói của Diệp Huyên khiến Bắc Ngạn nheo mắt lại, một tia lạnh lùng lóe lên. Diệp Huyên liếc nàng ta, Bắc Ngạn cô nương sẽ không giết người diệt khẩu chứ. Bắc Ngạn nhìn hắn, nếu ta muốn thì sao? Diệp Huyên cười, cô sẽ không làm vậy.
Bắc Ngạn, vì sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, vì cô không đánh lại ta. Bắc Ngạn ngẩn ra, đoạn nở nụ cười xinh đẹp rạng ngời. Diệp Huyên chỉ cong môi uống trà. Một hồi sau, Bắc Ngạn cười lên, Diệp công tử quả nhiên rất thú vị, trò chuyện với ngươi khiến ta thích thú vô cùng. Diệp Huyên nghĩ một hồi, nói, Bắc Ngạn cô nương. À, thật ra phải gọi là Ngạn Bắc cô nương mới phải, đúng chứ? Đôi mắt đối phương nheo lại, bên trong hiện lên vẻ hoang mang khiếp sợ, hai tay siết chặt. Diệp Huyên cười, xem ra ta đoán đúng rồi. Sau một hồi im lặng, Bắc Ngạn mới nói, phải. Diệp Huyên cười, Ngạn Bắc cô nương, ta thích dùng lòng thành đối đãi người khác, nhưng cô nương từ đầu đến giờ chưa từng nói một câu thật lòng nào. Nói thật, hảo cảm của ta với cô đã giảm đi rất nhiều đấy. Ngạn Bắc lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Huyên đứng dậy đi ra nhìn bầu trời ngoài điện, nói cô nương không hề tầm thường. Xinh đẹp, mạnh mẽ, quan trọng nhất là ở trong Tiên Bảo Các. Lai lịch cô chắc chắn không đơn giản, hơn nữa còn có mục đích khác, ta nói đúng không? Ngạn Bắc nhìn hắn, trong một thoáng chợt cảm thấy hắn đáng sợ vô cùng. Dưới bề ngoài nho nhã ôn hòa này là một trái tim khôn ngoan. Diệp Huyên lại nói, theo lời cô nương, cô chỉ tò mò về ta, mà ta cũng tò mò về lai lịch của cô. Nhưng ta sẽ không hỏi, vì nó không liên quan đến ta. Hắn xoay người cười, nếu Ngạn Bắc cô nương muốn đọc sách hoặc tham khảo học vấn, ta thay mặt thư viện quan huyên hoan nghênh cô. Nhưng nếu có mục đích khác, thì ta không hoan nghênh. Ngạn Bắc đứng dậy đi đến trước mặt hắn. Khoảng cách giữa cả hai rất gần, Diệp Huyên có thể ngửi được hương thơm trên người nàng ta, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như thường. Vì hắn là kiếm tu. Chỉ cần hắn không loạn, ai có thể khiến hắn loạn. Diệp kiếm tu, vững vàng không loạn. Ngạn Bắc nhìn vào mắt hắn, liệu chúng ta sẽ trở thành kẻ địch sau, Diệp công tử. Diệp Huyên chớp mắt, tốt nhất là không. Ngạn Bắc, nếu là như, Diệp Huyên mỉm cười, ta vô địch, cô nương cứ tùy ý. Vô địch, Ngạn Bắc dương mắt nhìn Diệp Huyên như muốn nhìn thấu hắn. Tự tin, vừa ung dung lại tự tin, người này vô cùng tự tin, một người đàn ông như vậy luôn có sức hấp dẫn. Nàng ta mỉm cười, hy vọng chúng ta sẽ không trở thành đối thủ. Đoạn nhìn khắp bốn phía, ta có thể ở lại đây vài ngày chứ Diệp công tử. Không khí nơi này không tệ chút nào. Ta muốn ở lại đọc sách một chút, sẽ không quá lâu đâu. Diệp Huyên gật đầu, được. Ngạn Bắc cười, đa tạ, Diệp Huyên gật đầu, không có gì. Ta còn có việc, cô nương cứ tự nhiên. Sau đó rời khỏi đại điện, để lại Ngạn Bắc trầm tư nhìn theo, không biết đang nghĩ gì. Trên một đỉnh núi nằm ngoài thư viện quan huyên, có một người thanh niên đang quan sát nó. Người này chính là Ngôn Biên Nguyệt, y nhìn thư viện đằng xa với sắc mặt âm u. Một lão già đi đến. Hơi thi lễ với y, thiếu chủ. Ngôn Biên Nguyệt lạnh lùng hỏi, có điều tra ra lai lịch của hắn không? Lão già lắc đầu, Ngôn Biên Nguyệt nhíu mày, không ư. Lão già gật đầu, chỉ biết hắn vừa đến đây không lâu đã trở thành thiếu chủ của Huyền Tông xa suốt này, ngoài ra không tìm được gì khác. Ngôn Biên Nguyệt im lặng một hồi, nói, vậy Huyền Tông có lai lịch thế nào? Lão già lắc đầu, chỉ là một thế lực rất đỗi bình thường. Ta đã điều tra ra được một kiếm tu áo xanh từng đến đây thành lập nó, nhưng không bao lâu sau đã rời khỏi, không còn xuất hiện nữa. Hiện nay các học viên trong thư viện đều gọi Diệp Huyên là thiếu chủ, cho thấy hắn có quan hệ với kiếm tu kia. Ngôn Biên Nguyệt nhìn lão, kiếm tu kia trông thế nào? Lão già lắc đầu, không biết, Ngôn Biên Nguyệt nhíu mày. Lão già vội bổ sung, không tìm thấy người này trong các cường giả cao cấp. Ngôn Biên Nguyệt im lặng, một hồi sau lại hỏi. Vì sao Diệp Huyên lại có được bộ luật thần đạo? Lão già, theo chúng ta được biết, bộ luật thần đạo ban đầu do giới chủ vân giới thần Lam có được, mà thần Lam đã tiếp xúc với Diệp Huyên. Ngôn Biên Nguyệt nheo mắt lại, hắn là người vân giới. Lão già lắc đầu, khả năng không cao, bởi đây thật sự là lần đầu tiên hắn đến vũ trụ chứ thần. Đôi mắt Ngôn Biên Nguyệt chậm rãi đóng lại. Lão già hạ giọng, người này bí ẩn cực kỳ. Ngôn Biên Nguyệt, ta biết. Thân thế hắn có lẽ cũng không hề đơn giản. Nhưng, y nở một nụ cười lạnh lùng, thế thì đã sao? Lão già trần trừ, thiếu chủ, hiện nay không thích hợp để ra tay với hắn. Người này lai lịch không rõ, chúng ta có muốn tấn công cũng phải làm rõ điều này. Nếu tùy tiện ra tay e rằng sẽ gặp bất trắc, Ngôn Biên Nguyệt nhếch mép, bất trắc gì, lão già muốn nói lại thôi,
Ngôn Biên Nguyệt đổi giọng, ta hiểu nhị thúc lo lắng điều gì, nhưng chúng ta không còn đường lui nữa. Thúc cũng thấy thái độ của tiên cổ yêu với hắn khác biệt thế nào, nếu để mặc cho bọn họ tiếp tục tiến triển thì trái tim nàng ta sẽ bị hắn cướp lấy, khi ấy kế hoạch chiếm tiên cổ thành của chúng ta sẽ tan thành mây khói. Lão già không nói gì. Ngôn Biên Nguyệt tiếp tục, chưa kể ta đã kết thù với hắn, thúc cho rằng chúng ta còn có thể hòa giải sao. Trước mắt hắn chỉ không có cơ hội thôi, nếu có thì đã đá thiên ngôn thành chúng ta một cước rồi. Lão già thấp giọng thở dài. Ngôn Biên Nguyệt bắn ánh mắt lạnh căm xuống thư viện quan huyên, ta muốn hắn chết. Lão già nhìn y, thở dài đầy thất vọng trong lòng. Lão biết thiếu chủ đang hành động theo cảm tính, kẻ ngu cũng biết Diệp Huyên hoàn toàn không phải người tầm thường. Đã không điều tra được gì thì càng không đơn giản. Tin tức hắn nắm bộ luật thần đạo trong tay đã lộ ra nhưng vì sao đến giờ vẫn bình an vô sự. Vì không ai dám chọc vào hắn. Nếu Ngôn gia dám thì quả thật là quá ngu xuẩn. Nghĩ vậy, lão già hơi thi lễ rồi xoay người thôi lui. Phải lập tức bẩm báo việc này cho thành chủ. Thấy lão ta biến mất, Ngôn Biên Nguyệt bật ra một tiếng cười lạnh, hiển nhiên biết lão muốn làm gì. Y không nghĩ ngợi nữa mà cũng biến mất. Chỉ một chốc sau đã đi vào tiên bảo các. Ngôn Biên Nguyệt đi vào một căn phòng, ngồi đối diện với Nam Khánh. Đối phương lẳng lặng nhìn y. Ngôn Biên Nguyệt cười, Nam Khánh hội trưởng, lấy giao tình giữa hai ta sẽ đi thẳng vào vấn đề ta muốn Diệp Huyên phải chết. Ngón tay run lên, Nam Khánh do dự hồi lâu mới hỏi, chết như thế nào? Ngôn Biên Nguyệt nở nụ cười buốt giá, càng thảm càng tốt. Nam Khánh không nói gì. Ngôn Biên Nguyệt tiếp tục, ta không còn nhiều thời gian nữa. Cha ta rất có thể sẽ không cho ta tiếp tục nhằm vào hắn, nên ta phải tranh thủ. Y đặt một chiếc nhẫn chứa đổ xuống trước mặt Nam Khánh. Bên trong là 800 vạn trụ mạch, Nam Khánh chần chừ một hồi mới hỏi, ý Ngôn công tử là. Ngôn Biên Nguyệt cười, ta có thể điều động hai chi huyền cảnh, nhưng ta không an tâm. Ta muốn mời tiên bảo các ra thêm hai vị chi huyền nữa, khi ấy cho dù Diệp Huyên có giấu thực lực, thì đối mặt bốn vị này cũng phải chết. Nam Khánh im lặng một hồi mới hỏi, Ngôn công tử định khi nào ra tay? Đôi mắt Ngôn Biên Nguyệt lóe lên lạnh lùng, ngay lập tức. Nam Khánh thu nhẫn về, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp công tử. Ngôn Biên Nguyệt đứng dậy, cười nói, Nam Khánh hội trưởng quả nhiên tràn đầy nghĩa khí. Chúng ta đi, y dứt lời thì rời đi. Nam Khánh im lặng một hồi, nói, phàm là chi huyền cảnh, đều theo ta. Sau đó xoay người rời đi, chín luồng khí tức nhanh chóng theo sát ông ta. Thư viện quan huyên, Diệp Huyên đang nằm trên một mỏm đá nhỏ ở đỉnh núi phía sau, hai chân bắt chéo, tay phải gối đầu, tay trái cầm một quyển sách, bên người đặt một mâm trái cây. Thích ý vô cùng, bỗng Thanh Khâu đi đến, lột một quả nho đưa đến bên miệng hắn, thiếu chủ ca ca. Diệp Huyên cười, tự dưng đến nịnh vậy. Thanh Khâu tí tởn cười, ta có vấn đề này muốn thỉnh giáo huynh. Diệp Huyên gật đầu, hỏi. Thanh Khâu chớp mắt, ta đã khống chế được tuế nguyệt rồi. Nhưng đang gặp khó khăn lúc đột phá luân hồi hành giả cảnh. Khống chế được tuế nguyệt, Diệp Huyên sửng sốt, quay phát lại nhìn Thanh Khâu, chỉ thấy cô bé chớp mắt đầy vô tội. Hắn im lặng hồi lâu mới hỏi, khó chỗ nào? Thanh Khâu trợn mắt nhìn hắn một cái rồi bỏ đi. Diệp Huyên lắc đầu cười, tiếp tục đọc sách nhưng trong lòng đã vô cùng chấn động. Tự dưng thấy mình vô dụng quá xá. Má nó, thật sự không đáng làm người mà. Thanh Khâu ở nơi xa siết tay lại. Hai chân dẫm dẫm, tức tối nói hứ, khen muội một tiếng bộ khó lắm sao. Không bao lâu sau khi Thanh Khâu rời đi, Lý Tuyết đi đến thi lễ với Diệp Huyên, viện trưởng. Hắn cười đáp, ngồi đi. Lý Tuyết chần chừ một phen trước khi ngồi xuống, nói ta muốn rời khỏi thư viện. Diệp Huyên nhìn nàng ta, cô sợ mình sẽ khiến nơi này gặp phiền phức. Lý Tuyết gật đầu. Diệp Huyên, là cha cô hay thiên cổ nguyên tìm đến? Lý Tuyết ngập ngừng không nói. Diệp Huyên cười, nếu là cha cô thì cứ bảo đến tìm ta sẽ chém đứt chân ông ta, còn nếu là tiên cổ nguyên thì ta làm thịt hắn. Lý Tuyết sửng sốt, ta tưởng viện trưởng là bạn tốt với tiên cổ yêu cô nương. Diệp Huyên mỉm cười, chuyện nào ra chuyện ấy thôi. Lý Tuyết, vì sao lại che chở ta đến thế? Diệp Huyên cười, vì cô là học viên của ta. Lý Tuyết lại hỏi, vì sao lại thu ta làm học viên? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, khi ta đến tiên cổ tộc. Chỉ mình cô là tôn trọng ta. Lý Tuyết, nếu ngươi nói món quà của mình là bộ luật thần đạo thì ai cũng sẽ tôn kính ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, tôn trọng kiểu đó không phải thật. Hắn nhìn Lý Tuyết, cô là một cô gái xuất sắc, đồng thời lại quá hiền lành, thằng ngu tiên cổ nguyên kia không xứng với cô.
Nhớ kỹ, hôn nhân là việc lớn nhất trong đời một cô gái, đừng để bản thân phải chịu thiệt. Không thích thì nói ra, đừng vì lợi ích chung mà nhân nhượng nhất thời. Trước kia cô không có chống lưng, nhưng bây giờ có ta đây làm chỗ dựa lớn nhất. Ai dám ép buộc cô, ta đấm vỡ đầu hắn. Lý Tuyết ngây ngẩn nhìn hắn, hai tay run rẩy nắm lại. Diệp Huyên cười, Thanh Khâu là viện thủ võ viện, nếu cô muốn tu luyện thì có thể đến hỏi con bé về bất kỳ điều gì. Nhưng mà con bé bây giờ chắc cũng không hiểu nhiều lắm, có vấn đề gì thì đến tìm ta hoặc Hiền lão. À đúng rồi, cô đã xem qua bộ luật thần đạo chưa? Lý Tuyết hơi rũ đầu, ta có thể sao? Diệp Huyên cau mày, dĩ nhiên rồi, phàm là học viên của thư viện đều có thể. Hơn nữa sau này ta sẽ còn viết lại một vài thứ tâm đắc khi tu luyện, tất cả đều có thể xem. Lý Tuyết trần trừ hỏi, viện, Diệp công tử, vì sao lại tốt bụng đến vậy? Diệp Huyên, ta tốt à? Lý Tuyết gật đầu, cực kỳ tốt, không ai tốt bằng. Diệp Huyên cong môi, đó là vì cô chưa thấy khi ta điên thôi, lúc ấy đến cả cha ta, ta cũng muốn giết. Lý Tuyết. Diệp Huyên lại nói, à không, lúc bình thường cũng muốn. Người đàn ông áo xanh. Đúng lúc này, một luồng khí tức khủng bố giáng xuống từ trên cao, chụp lấy Diệp Huyên và Lý Tuyết. Lý Tuyết biến sắc, lập tức đứng chắn trước Diệp Huyên theo bản năng. Ngôn Biên Nguyệt và Nam Khánh xuất hiện trước mặt họ, phía sau là 11 cường giả chi huyền cảnh. Lý Tuyết thấy vậy, mặt cắt không còn hột máu, nhưng không hề lui bước. Ngôn Biên Nguyệt nhếch mép, Diệp công tử, lại gặp mặt rồi. Bất ngờ không, Diệp Huyên gật đầu, hơi hơi. Ngôn Biên Nguyệt nhìn hắn chòng chọc, người không biết chút gì về thực lực của ta nên không sợ, nhưng giờ đây, ta sẽ cho người biết tuyệt vọng là như thế nào. Bỗng nhiên. Nam Khánh và chín cường giả chi huyền cảnh sau lưng y đồng loạt quỳ xuống, Diệp Thiếu. Diệp Thiếu. Ngôn Biên Nguyệt ngây ra như phỗng. Diệp Huyên cười khẽ, thứ như người không đáng để ta rút kiếm. Gọi tổ tiên ra đây, để ta đánh với tổ tiên nhà ngươi. Mọi người, tiên cổ yêu xuất hiện đúng lúc này, nhìn thấy Nam Khánh và chín cường giả kia quỳ trước Diệp Huyên thì cũng bối rối vô cùng, không chỉ tiên cổ yêu mà những người có mặt đều không hiểu gì cả. Nam Khánh của Tiên Bảo Các là ai? Là người của Tiên Bảo Các đấy. Ngay cả các thế lực lớn của chư thần giới đều phải nể mặt ông ta, vậy mà lúc này lại nhún nhường quỳ trước Diệp Huyên. Chuyện gì thế này? Tiên cổ yếu không cách nào hiểu nổi. Ngôn Biên Nguyệt cũng hoang mang tột cùng. Cái quỷ gì đây? Nam Khánh mà nói quỳ là quỳ. Còn có thể thế này à? Y run rẩy cất giọng, Nam Khánh huynh. Nào ngờ bị quát lại, huynh đệ cái gì? Ngôn Biên Nguyệt. Lão phu không liên quan gì đến ngươi, đừng có bắt quàng làm họ. Ngôn Biên Nguyệt trợn mắt đầy khó tin, Nam Khánh huynh. Thật sự là vậy sao? Nam Khánh thấp giọng thở dài, Ngôn công tử, ta có hơi thực tổ chút, nhưng thật xin lỗi, ta muốn sống. Ngôn Biên Nguyệt tức tối chỉ vào Diệp Huyên, chẳng lẽ hắn còn lợi hại hơn cả Ngôn gia ta? Nam Khánh cười khổ, không so được, Ngôn công tử à, hoàn toàn không so được. Những lời này khiến Ngôn Biên Nguyệt mặt cắt không còn hột máu. Y biết Nam Khánh sẽ không gạt mình, mặt y không khác gì màu cho, trong lòng bắt đầu hoảng hốt, y đã trêu vào người không nên trêu rồi. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến từ chân trời, xin Diệp công tử hạ thủ lưu tình. Một người đàn ông trung niên xuất hiện giữa đám người, chính là gia chủ Ngôn gia hiện nay Ngôn Tu Nhiên. Ông ta khom người hành lễ thật sâu với Diệp Huyên, khuyển tử xúc phạm đến Diệp công tử, ta xin được dập đầu. Nói xong. Ông ta chậm rãi cong gối trước tất cả mọi người. Ai nấy đều sửng sốt, kể cả Diệp Huyên, quỳ liền luôn. Nhưng đây chính là tộc trưởng Ngôn tộc cơ mà. Diệp Huyên lẳng lặng nhìn Ngôn Tu Nhiên. Ông ta vươn tay, đẩy một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến. Bên trong chứa 20 triệu trụ mạch. 20 triệu, Ngôn Tu Nhiên lại hành lễ, nếu Diệp công tử thấy không đủ, ta có thể đưa thêm. Diệp Huyên mỉm cười, Ngôn tộc trưởng đứng đầu một tộc. Không cần phải vậy. Ngôn Tu Nhiên cười khổ, nó là con ta. Con làm sai, cha đến chịu, đây là chuyện thường. Diệp Huyên nghe vậy thì sửng sốt. Con làm sai, cha đến chịu, hắn chợt thấy xoang mũi mình ê ẩm. Rồi đột nhiên xoay người, không để người khác thấy mặt mình. Tiên cổ yêu và Lý Tuyết đứng cạnh thì ngẩn ra, bởi vì họ đã thấy có nước mắt lóe lên trong mắt hắn. Diệp Huyên không phải kiểu người cảm tính. Nhưng câu nói của Ngôn Tu Nhiên đã khiến hắn thấy lòng mình chua xót. Một hồi sau, hắn mới xoay người lại, thu nhẫn chứa đổ vào tay, ta nhận số tiền này của Ngôn tộc trưởng, đưa con trai ông đi đi.
Ngôn Tu Nhiên lại hành lễ thật sâu, đa tạ Diệp công tử. Sau đó đưa Ngôn Biên Nguyệt rời đi. Diệp Huyên bỗng nói, Ngôn công tử, người có một người cha tốt, về sau cố mà trưởng thành lên đi, Ngôn Biên Nguyệt câm lặng. Ngôn Tu Nhiên lại hành lễ rồi mới đưa con trai cùng biến mất ở chân trời. Diệp Huyên cười nói với Nam Khánh, về đi thôi. Ông ta hành lễ, Diệp Thiếu, thuộc hạ xin lui. Sau đó đưa chiếc nhẫn mà Ngôn Biên Nguyệt tặng mình cho Diệp Huyên rồi biến mất cùng với 9 người kia. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn trong tay mà bật cười, đoạn thu nó về, quay sang hỏi Tiên Cổ Yêu, cô đến giúp ta sao? Tiên Cổ Yêu nhàn nhạt nói, xem ra không cần thiết. Diệp Huyên cười, cảm ơn. Tiên Cổ Yêu im lặng một hồi mới hỏi, những gì ngươi từng nói với ta không phải nói dối chứ? Diệp Huyên gật đầu, Tiên Cổ Yêu, chúng ta chỉ mới gặp mặt lần đầu, vì sao lại thật lòng với ta như vậy? Diệp Huyên, vì ta có hảo cảm với cô, Tiên Cổ Yêu sửng sốt. Diệp Huyên mỉm cười, đã là bạn, tất nhiên phải chân thành với nhau. Tiên Cổ Yêu im lặng một hồi mới hỏi, nếu đã là bạn, vậy ngươi có thể giúp ta một việc không? Diệp Huyên gật đầu, cô nói đi. Tiên Cổ Yêu phóng ánh mắt nhìn Lý Tuyết, để nàng trở về kết hôn cùng đệ đệ ta, nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, không được. Tiên Cổ Yêu, bọn họ vốn nên thành thân với nhau. Diệp Huyên, ta bắt đầu thấy thất vọng với cô rồi đấy, yêu cô nương. Tiên Cổ Yêu chậm rãi siết tay lại, không nói gì. Diệp Huyên, nếu Lý Tuyết cô hương thích Tiên Cổ Ngôn, muốn thành hôn cùng hắn ta sẽ không phản đối. Nhưng nàng ta lại không thích, Tiên Cổ Yêu nhìn hắn. Nàng có hôn ước với Tiên Cổ tộc ta, nếu vi phạm thì chính là thất tín bội nghĩa, là sai. Diệp Huyên đi đến nhìn vào mắt nàng ta, nếu cha mẹ cô cũng ép cô cưới ai đó thì cô sẽ làm gì? Hai tay siết chặt, Tiên Cổ Yêu không nói lời nào. Diệp Huyên nghiêm giọng, yêu cô nương muốn bàn đúng sai cũng được, nhưng đã nói thì phải nói cho trọn. Thử lấy cùng một việc xảy ra với người khác áp lên bản thân mình đi, nếu cô không chịu được thì là tiêu chuẩn kép. Tiên Cổ Yêu chân chân nhìn hắn. Diệp Huyên, ta biết cô mạnh, cha mẹ cô không dám ép buộc nên cô có thể thay đổi vận mệnh mình. Nhưng, hắn bỗng cất cao giọng, nhưng không phải ai cũng được như cô. Ta cho rằng việc hôn nhân nên được tự do, hai bên tình nguyện. Ta cũng ghét nhất hai chữ liên hôn, nơi nào ta không thấy thì thôi, nhưng đã thấy thì ta sẽ quản. Tiên Cổ Yêu có phần giận dữ, người lấy đâu ra cái quyền đó. Diệp Huyên lãnh đạm đáp, vì ta mạnh. Hắn nói xong thì xoay người rời đi. Tiên Cổ Yêu căm tức nhìn theo, ngươi là thứ ngang ngược. Lý Tuyết bỗng hô lên, ta thích hắn ngang ngược như vậy đấy. Sau đó đi theo Diệp Huyên. Tiên Cổ Yêu, ở bên kia, Ngạn Bắc nhìn theo bóng lưng Diệp Huyên rời đi, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ kỳ lạ. Vừa trở lại thư điện, Diệp Huyên đã thấy Thư Hiền đi đến thi lễ, viện trưởng. Viện trưởng, Diệp Huyên khẽ mỉm cười. Trước giờ Thư Hiền luôn gọi hắn là thiếu chủ. Nhưng bây giờ đã trở thành viện trưởng, hai cách gọi mang theo khác biệt rất lớn. Sở dĩ gọi là thiếu chủ, tôn kính hắn có một phần rất lớn đến từ cha, nhưng gọi viện trưởng tức là đang tôn trọng chính bản thân hắn, không liên quan gì đến cha. Thư Hiền đưa bộ luật thần đạo đến, ta đã chú thích toàn bộ vào đây, mời viện trưởng xem qua, Diệp Huyên nhận lấy rồi mở ra nhìn, một hồi sau ngẩng đầu nói, Hiền lão đúng là nhân tài. Hắn đang vô cùng rúng động. Bởi vì Thư Hiền lại hiểu tường tận bộ luật thần đạo thế này. Có thể nói trừ Tần Quan ra, không ai có thể lý giải nó rõ như ông ta. Thư Hiền chỉ mỉm cười, không hề, ta chỉ thích tìm tòi nghiên cứu mà thôi. Chỉ là có đôi khi ta không hiểu, con đường tu luyện này dễ dàng vậy, vì sao lại có người gặp khó khăn đến thế? Nếu là ta, tu đại đến chi huyền cảnh cũng không khó gì. Diệp Huyên cạn lời, ông này đang ra vẻ đúng không vậy? Hắn lắc đầu cười, biết thì dễ, làm mới khó Hiền lão à. Có nhiều việc hiểu tường tận đạo lý đấy, nhưng để làm thì không dễ dàng lắm đâu. Thư Hiền khom người thi lễ, ta ghi nhận. Diệp Huyên gật đầu, ông giữ quyển bộ luật thần đạo này đi, sau này dùng để giảng dạy cho họ. Thư Hiền chần chừ, vật này quý giá vô cùng, nếu để ta giữ. Lỡ như có chuyện gì, ta có chết vạn lần cũng không bù đắp nổi. Diệp Huyên cười, trong lòng ta. Nó còn không bằng một phần vạn Hiền lão. Nhưng ông không được mang nó rời khỏi thư viện, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Thư Hiền khom người thi lễ, ơn chi ngộ của viện trưởng, Thư Hiền nguyện dùng tính mạng báo đáp. Diệp Huyên lắc đầu, quá lời rồi. Thư Hiền lại thi lễ trước khi rời đi cùng bộ luật thần đạo. Sau đó ông ta bắt đầu giảng bài. Dùng bộ luật thần đạo để giảng,
Có điều trước mắt thư viện có rất ít học viên, chưa đến 25 người, võ viện lại chỉ có một mình Thanh Khâu kiêm mọi chức vụ từ trên xuống dưới. Bởi vì thụ đạo đài chưa xây xong nên nơi thư hiền chọn để giảng là một tiểu viện. Ông ta mở bộ luật thần đạo ra, bắt đầu giảng giải. Bên dưới trừ học sinh thư viện ra còn có Ngạn Bác ngồi bên phải Thanh Khâu, chăm chú lắng nghe. Thanh Khâu liếc nhìn nàng ta, lạnh nhạt hỏi, cô thích viện trưởng? Ngạn Bác cong môi, đáp với chút khiêu khích, không thể sao. Thanh Khâu đạm nhạt nói, cô tâm tư không thuần, e sẽ không có kết quả gì với viện trưởng. Đôi mắt Ngạn Bác khẽ nheo lại vì giận dữ. Thanh Khâu vẫn bình tĩnh như thường, ta gọi viện trưởng là thiếu chủ ca ca. Ca ca đấy, cô hiểu không? Ngạn Bác tức tối đến bật cười, người đang khoe mẽ với ta à? Thanh Khâu chuyển tầm mắt sang Thư Hiền đang giảng bài, cô đúng là ngu ngốc. Ngạn Bác nổi quạo. Thanh Khâu quay lại, nghiêm túc nói với nàng ta gọi thiếu chủ là ca ca, tức ta là muội muội của huynh ấy. Là người thân của huynh ấy, cô hiểu không? Nếu cô thích thiếu chủ ca ca thì phải làm thân với người thân cận huynh ấy trước chứ. Ngạn Bác sửng sốt, Thanh Khâu, thấy cô, ngây thơ vậy, thôi thì ta nói thẳng cho nghe, cô nên lấy lòng ta. Ngạn Bác, một hồi sau, nàng ta hỏi, bộ luật thần đạo quý giá như vậy mà các ngươi lại mang cho tất cả cùng xem. Thanh Khâu, chí hướng của thiếu chủ ca ca là cả vũ trụ, một bộ luật thần đạo đã là gì đâu. Nếu không có chí lớn thì làm sao có thể chỉ kiếm khắp vũ trụ. Ngạn Bác im lặng. Lúc này, Thư Hiền bỗng đứng dậy, cười nói, tiếp theo đây xin mời viện trưởng lên giảng bài. Các học viên bên dưới lập tức vỗ tay chào mừng, Thanh Khâu cũng phấn khởi trông mong vô cùng. Dưới mọi tầm mắt, Diệp Huyên bước lên ngồi trên bồ đoàn, nhìn nhóm người bên dưới, không biết phải nói gì. Giảng bài. Giảng cái gì? Giảng đạo làm màu hả? Đúng lúc này, một vài luồng khí tức bí ẩn chợt xuất hiện bên ngoài. Hiển nhiên là những thế lực đang ẩn mình đều vội vã chạy đến khi nghe tin Diệp Huyên sắp giảng bài. Diệp Huyên câm lặng, bỗng dưng cảm thấy xấu hổ, bởi vì nhìn tới nhìn lui, hắn chợt phát hiện mình chỉ có hoặc đang làm màu, hoặc đang chuẩn bị làm màu. Diệp Huyên ngồi trên đài tròn, mọi người bên dưới dương mắt nhìn. Các học viên ai nấy đều phấn khích trông mong vô cùng. Đây là viện trưởng, Diệp viện trưởng chính là người có học vấn cao thâm nhất trong lòng họ. Một cô gái bỗng ngồi xuống cạnh Thanh Khâu. Chính là giới chủ vân giới thần lam. Thanh Khâu liếc sang rồi lại quay về nhìn Diệp Huyên. Chỉ thấy hắn cười, hôm nay, ta sẽ nói cho mọi người nghe về lựa chọn. Lựa chọn, các học viên lập tức thẳng lưng, nghiêm túc lắng nghe. Diệp Huyên ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên gối, suy nghĩ một hồi rồi nói. Trong vũ trụ hiện nay, phàm là người tu luyện đều chỉ có một trong hai mục tiêu sau, trường sinh hoặc vô địch. Với ta, tu luyện chính là đang thỏa mãn dục vọng nội tâm. Sức mạnh càng cao, dục vọng càng lớn, mà dục vọng là thứ vô tận, vì vậy một khi đặt chân lên võ đạo, người tu luyện đã bước lên con đường không có điểm dừng. Con đường này như đi ngược dòng nước, một khi dừng lại sẽ mất mạng. Vì tuổi thọ, người tu luyện không tiếc bất kỳ giá nào để nâng cao sức mạnh, về lâu dài sẽ dùng mọi thủ đoạn, từ đó dần từ bỏ giới hạn cuối cùng. Hắn thoáng dừng lại, đồng nghĩa với việc đánh mất bản thân. Đánh mất bản thân, những lời này khiến Thần Lam và Ngạn Bác ngồi bên dưới biến sắc, Diệp Huyên nhìn xuống Thần Lam ngồi cạnh Thanh Khâu, cười hỏi, dám hỏi cô nương có còn nhớ mục đích tu luyện ban đầu của mình không? Thần Lam lẳng lặng nhìn hắn, hai tay siết chặt, Diệp Huyên mỉm cười, lại hỏi người kế bên nàng ta, Thanh Khâu, mục đích ban đầu của muội khi tu luyện là gì? Thanh Khâu chớp mắt, nặn tim cho vũ trụ, lập mệnh cho sinh linh, kế thừa tuyệt học của bậc tiên hiền xưa, tạo ra thái bình cho vạn thế. Diệp Huyên giơ ngón cái, đúng là một tiểu cô nương xuất sắc, giống hệt ta vậy. Hai chúng ta đúng là ý tưởng lớn gặp nhau đó. Mọi người, Thanh Khâu khúc khích, thiếu chủ ca ca mặt dày quá à, Diệp Huyên vội nghiêm mặt tiếp tục bài giảng. Thanh Khâu cũng thu hồi nụ cười, nghiêm túc lắng nghe. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi nói, mỗi người hiện nay đều có một mục tiêu mà bản thân cho là vĩ đại, nếu tín niệm ở nơi sâu nhất cũng chính là nội tâm chúng ta cho rằng nó vĩ đại. Vậy thì nó thật sự vĩ đại. Vì vậy chúng ta phải nghiêm túc nghĩ xem mục tiêu mình lựa chọn đã đúng hay chưa, liệu có phải chính xác là những gì mình muốn hay không. Hắn mỉm cười, mục đích của ta trước kia là bảo vệ muội muội, muốn nàng được bình an, vô ưu vô lo. Nhưng hôm nay ta lại tự thấy hổ thẹn, vì đã rất lâu rồi ta không gặp muội muội. Trên con đường trưởng thành, mỗi người chắc chắn sẽ sinh ra mục đích mới, nhu cầu mới,
nhưng ta cho rằng chúng ta vĩnh viễn không nên quên đi sơ tâm khi mới bắt đầu tu luyện. Thanh Nhi nhà ta từng nói, sơ tâm không đổi mới có thể vô địch. Hổ thẹn làm sao, bây giờ ta mới thật sự hiểu được, Thần Lam bên dưới hỏi, mục tiêu của ta chính là trường sinh và vô địch, vậy thì phải làm sao? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, thì phải cố gắng lên. Thần Lam, người cảm thấy làm như vậy là đúng. Diệp Huyên hỏi ngược lại, cô nương có thân nhân không? Thần Lam không nói gì. Diệp Huyên, có bạn bè không? Bạn cực cực tốt, có thể hy sinh mạng sống vì cô ấy. Thần Lam không nói. Diệp Huyên, có người mình thích không? Người mà một ngày không gặp như cách vạn năm. Thần Lam nhíu mày, Diệp Huyên cười, theo đuổi trường sinh và vô địch không hề sai, nhưng ta cho rằng vũ trụ của chúng ta không nên chỉ có đánh giết. Không giấu gì mọi người, từ Thanh Thành đến đây, ta đều đang đánh nhau hoặc chuẩn bị đánh nhau, khiến ta phản cảm cực kỳ. Hiện nay ta muốn sống chậm lại, muốn hoàn thành những gì mình muốn làm. Ta muốn tạo ra một kiếm đạo hoàn toàn mới, cũng đã nghĩ ra tên, chính là kiếm đạo nhân gian. Dùng hồng trần thế tục làm kiếm, lấy đông đảo chúng sinh làm hồn. Kiếm đạo nhân gian. Thần Lam nhìn hắn, người ta kiếm tu. Diệp Huyên gật đầu, ta là kiếm tu. Thần Lam nhàn nhạt nói, nhìn không ra, Diệp Huyên bật cười rồi tiếp tục, quay lại chủ đề chính, lựa chọn. Ta hy vọng các vị học viên có thể suy nghĩ xem mục đích cuối cùng của các vị khi học tập và tu luyện là gì. Hãy tìm ra mục tiêu cho mình, sau đó nỗ lực phấn đấu. Trong vũ trụ hiện nay, kẻ mạnh làm vua, nói chuyện bằng thực lực. Kẻ mạnh có thể tự do tùy hứng, kẻ yếu chỉ có thể cam chịu số phận. Ta không thích thế, hy vọng các vị sẽ cùng ta thay đổi thế giới này. Có học viên hỏi, viện trưởng, thay đổi thế giới, thay đổi quy tắc sẽ rất khó đúng không? Diệp Huyên cười, vô cùng khó, nhưng ngươi tin ta chứ? Học viên kia đáp ngay, tin. Ngạn Bắc bỗng hỏi Diệp công tử, làm như vậy sẽ đắc tội với rất nhiều thế lực, ngươi không sợ chết sao? Chết ư, Diệp Huyên lắc đầu cười trừ, không biết phải nói gì, chẳng giấu gì cô, cha, đại ca và muội muội ta đều vô địch. Ta thật sự không biết ai có thể khiến ta chết được. Ngạn Bắc trợn mắt há mồm, vậy Diệp công tử có biết bút đại đạo trông coi số mệnh của muôn vàn chúng sinh không? Ngươi không kiêng kỵ nó sao? Bút đại đạo. Diệp Huyên im lặng, Thần Lam liếc hắn một cái. Bỗng Thư Hiền chậm rãi đi đến, nói, viện trưởng, tộc trưởng tiên cổ tộc đến thăm. Diệp Huyên lắc đầu, không gặp. Thư Hiền gật đầu, vâng. Rồi rời đi, Diệp Huyên chợt đứng dậy, bài giảng hôm nay kết thúc tại đây, mọi người có thể hoạt động tự do. Hắn nói xong thì rời đi. Chưa được mấy bước đã xoay lại, nhìn người phía sau lưng Thần Lam. Diệp Huyên cười hỏi, có việc gì sao? Thần Lam im lặng. Diệp Huyên, không muốn nói thì trở về đi thôi. Thần Lam buột miệng, coi chừng cô gái mang mặt nạ đi theo ngươi. Diệp Huyên mỉm cười, đa tạ. Thần Lam nhíu mày, lấy đầu óc của ngươi hẳn cũng đã nhìn ra lai lịch nàng ta không đơn giản, nhưng ngươi lại không thèm để ý. Ngươi có biết khinh khi xem thường sẽ hại chết người không? Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, đáp ta biết. Thần Lam nhìn hắn hồi lâu, ta hiểu rồi. Rồi nàng ta xoay người, đi được hai bước thì dừng lại, nhìn hắn nói, vì sao ngươi chưa bao giờ hỏi tên ta? Là không muốn biết hay là đã biết? Diệp Huyên cười, không biết. Thần Lam, ngươi thật sự không muốn biết. Diệp Huyên, cô nương có biết vì sao ta lại hỏi cô mấy câu đó không? Thần Lam khẽ nhíu mày, vì sao? Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, nói, vì ta biết cô chắc chắn không có bạn bè hay thích ai đó. Thần Lam nhìn hắn, vì sao? Diệp Huyên cười, thứ nhất, vì cô cực kỳ xuất sắc. Còn trẻ như vậy mà đã đạt đến trình độ này, lại còn là thân nữ nhi, chắc chắn phải rất khó khăn. Thứ nhì, tuy ta không rõ lai lịch của cô, nhưng có thể ra giá 50 triệu trụ mạch mua lại bộ luật thần đạo thì hẳn là chủ nhân của một thế lực lớn. Trẻ tuổi, thực lực đáng sợ, lại còn là bá chủ một phương thật sự không hề dễ dàng. Cô có những thành tựu như vậy nên ánh mắt cũng phải rất cao, người thường tuyệt đối không vào được. Đặc biệt là đàn ông. Có đúng không? Thần Lam không nói lời nào. Diệp Huyên, lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác cô cho ta là lạnh lùng và cao ngạo, còn hơn cả yêu cô nương. Người thường, mà nhất là đàn ông, tuyệt đối không dám kết thân với cô. Đặc biệt là những tên đàn ông không đủ mạnh khi đứng trước cô sẽ càng thấy tự ti. Thần Lam bỗng hé môi cười, ta có thể xem như Diệp công tử đang khen ta không? Diệp Huyên cười, được. Nụ cười của Thần Lam càng rộng hơn. Nghe vào rất mát dạ, tiếp tục đi. Diệp Huyên, trước đó ta hỏi cô có thích ai không,
nhưng ta cũng biết chắc chắn là không có. Thần Lam nheo mắt, vì sao dám khẳng định như vậy? Diệp Huyên mỉm cười, vì nhìn khắp vũ trụ chư thần này, không ai có thể xứng để cô thích, Thần Lam sửng sốt. Diệp Huyên, đây là những lời thật lòng của ta. Ta còn có một đề nghị nho nhỏ này, liệu có thể nói không? Sắc mặt nhu hòa đi rất nhiều, Thần Lam gật đầu, nói đi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, thế giới này không chỉ có đánh giết mà còn nhiều thứ tốt đẹp khác mà cô sẽ phát hiện ra nếu thay đổi cách nhìn. Sau này nếu tu luyện có rỗi rãi thì hãy đến thư viện chơi một hồi, ta sẵn lòng trò chuyện cùng cô nương. Thần Lam im lặng nhìn hắn. Diệp Huyên nói tiếp, cô có còn nhớ lần đầu chúng ta làm quen với nhau không? Thần Lam gật đầu, Diệp Huyên cười, khi ấy cô hỏi vì sao ta đều trả lời mọi câu hỏi của cô, ta nói là đối xử người khác phải dùng sự chân thành. Hôm nay cũng vậy, hai ta quen biết nhau đến nay, phàm là cô hỏi gì, phàm là những gì ta trả lời, đều không có một chút dối trá, tất cả đều là lời chân thật từ đáy lòng. Sau một hồi im lặng, Thần Lam mới nói, cô gái che mặt kia tên thật là Ngạn Bắc, đến từ Hoang Vũ Trụ. Nơi ấy có hai thế lực lớn, Tu La Thành và Thần Sơn Ngạn Gia. Nàng ta hẳn là thần nữ Ngạn Sơn, nghe nói bọn họ cả đời đều hiến dâng cho thần, không được phát sinh quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào. Nàng ta tiếp cận ngươi hẳn là muốn lợi dụng để đối phó Thần Sơn Ngạn Gia, ngươi phải cẩn thận, đừng phung phí tình cảm trừ khi ngươi cũng thích nàng ta. Nhưng ta đề nghị ngươi hãy đuổi đi, bởi vì ngạn tộc này rất phức tạp, sẽ khiến ngươi gặp rất nhiều rắc rối. Diệp Huyên khẽ gật, đa tạ, Thần Lam, ta đi đây. Nàng ta xoay người nhưng lại không có ý rời đi. Diệp Huyên thoáng ngẩn ra nhưng rồi nhanh chóng hiểu, cười hỏi, cô nương xưng hô thế nào? Thần Lam cong môi, Thần Lam. Đứng đầu vân giới, hiện đã đến bán bộ động huyền cảnh. Sau đó phiêu giật rời đi. Thần Lam. Giới chủ vân giới. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Thật ra hắn cũng định làm quen với đối phương, bây giờ thư viện vừa được thành lập, ngoài tiền thì còn cần gì nữa? Chính là mối quan hệ. Phải biết rằng, thư viện Quan Huyên vốn không có gốc gác gì ở vũ trụ chư thần, vừa mới thành lập. Nhất định phải có mạng lưới quan hệ khổng lồ, dù sao mục đích của Diệp Huyên cũng là xây dựng một thư viện có thể thay đổi vũ trụ, chứ không phải là xưng bá ở vũ trụ. Vì thế, hắn cần tạo dựng mối quan hệ tốt với thế lực ở nơi này. Hơn nữa, ra ngoài thì thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù. Hắn tạo dựng mối quan hệ rồi, sau này học viên của thư viện làm việc ở bên ngoài, chắc chắn người ta cũng sẽ nể mặt mấy phần. Giang hồ luôn xem trọng cách đối nhân xử thế. Sau khi Thần Lam rời khỏi thư viện không lâu, nàng ta đột nhiên dừng lại trong một vùng mây trời, trước mặt nàng ta có một cô gái, chính là Ngạn Bắc. Ngạn Bắc nhìn Thần Lam, cô nói gì với hắn thế? Thần Lam bình tĩnh đáp, liên quan gì đến cô? Ngạn Bắc híp mắt, nàng ta chậm rãi siết chặt tay phải. Nàng ta không hề phí lời, lập tức đánh tới một quyền. Trong nháy mắt, mây ở toàn bộ chân trời nhanh chóng tập trung, sau đó biến thành quyền ấn lao thẳng về phía Thần Lam. Nét mặt Thần Lam không chút cảm xúc, nàng ta đột nhiên tiến lên một bước, người nghiêng về phía trước. Động tác này của nàng ta như khiến hàng ngàn ngọn núi lớn nghiêng đổ, một lực lượng đáng sợ lập tức nghiền nát những đám mây kia. Phía xa, trong mắt Ngạn Bắc lóe lên hàn mang. Thần Lam lạnh lùng nhìn Ngạn Bắc, ta cho cô một lời khuyên chân thành, cô không lừa được người đàn ông kia đâu, cô tốt với hắn sẽ tốt với cô, nếu cô không tốt với hắn, một khi hắn tàn nhẫn, chắc chắn sẽ vượt khỏi sự tưởng tượng của cô. Nói xong, nàng ta biến mất ở cuối chân trời. Ngạn Bắc lạnh lùng đứng tại chỗ, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên quay lại rừng trúc sau núi, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu tu luyện. Hắn giao toàn quyền việc phát triển thư viện cho Thư Hiền, không thể không nói, Thư Hiền cũng là một người có năng lực, có điều là quá cục mịch. Rất nhiều lúc không biết biến báo. Cũng may có Thanh Khâu, nhà đầu này không giống sư phụ của cô bé, rất tinh danh. Hai người một văn một võ, cũng khiến thư viện nổi danh hơn. Như thế cũng đúng lúc cho hắn có chút thời gian rảnh rỗi. Bây giờ hắn đang tu luyện Nhất Kiếm Trảm Hư Vô. Hắn muốn dung hợp kiếm kỹ này với trảm quá khứ. Trảm tương lai và trảm hiện tại đến mức tối đa. Bây giờ hắn là chi huyền cảnh. Mục tiêu của hắn chính là có thể giết chết cường giả chi huyền cảnh trong nháy mắt.
Bây giờ, chi huyền cảnh bình thường đã không còn là đối thủ của hắn nữa, dù sao hắn vốn đã là chi huyền cảnh, hơn nữa còn có nhất kiếm trảm hư vô mà phụ thân truyền thụ cho hắn. Nhưng mục tiêu của hắn không chỉ là chiến thắng chi huyền cảnh, mà còn là giết chết chi huyền cảnh trong nháy mắt, giết được cường giả động huyền cảnh. Để có thể dung hợp các kiếm kỹ này lại một cách hoàn mỹ, hắn lại bắt đầu nghiên cứu thời không chi đạo và tuế nguyệt chi đạo. Trước đây, hắn vì tu luyện mới tu luyện, còn bây giờ, hắn phát hiện quá trình nghiên cứu việc tu luyện này thật sự rất thú vị, có nhiều lúc, hắn còn chẳng quan tâm đến kết quả, mà chỉ quan tâm đến quá trình thôi. Việc tu luyện bây giờ là học hỏi, là hưởng thụ. Mấy ngày trôi qua, bên ngoài thư viện Quan Huyên ngày càng có nhiều người đến xin nhập học, trong đó còn có người do các thế lực lớn phái đến, cũng có một vài người là thật lòng muốn học tập, nhưng Thư Hiền và Thanh Khâu khảo sát nhận người rất nghiêm ngặt. Thứ nhất chính là nhân phẩm. Nhân phẩm không đạt tiêu chuẩn thì lập tức loại, cho dù thiên phú có tốt đến mấy. Một người nhân phẩm không tốt có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thư viện. Mà Diệp Huyên cũng không rảnh xảy ra mâu thuẫn với học viên. Trước cửa thư viện Quan Huyên, Thư Hiền và Thanh Khâu đang kiểm tra học viên nhập học. Không thể không nói, người đến xin nhập học thật sự rất đông, trước cổng thư viện Quan Huyên đã tập trung hơn 1000 người rồi. Thanh Khâu nhìn những người đến xin nhập học ở phía xa, nở nụ cười rạng rỡ. Còn Thư Hiền lại khẽ thở dài, đa số những người này đều có ý đồ xấu. Thanh Khâu cười nói, sư phụ, suy nghĩ từ một góc độ khác. Người ta đến nhập học chắc chắn là có mục đích, nếu không sao lại đến đây. Chúng ta nên thấy vui vì những người có dã tâm, vì những người đó sẽ cố gắng hơn. Thư Hiền hơi do dự, sau đó nói, nhưng nếu nhận vào thư viện, ta sợ sau này bọn họ sẽ làm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của thư viện, thậm chí là gây chuyện. Thanh Khâu hít mắt, sau khi nhận học viên vào, việc đầu tiên là làm giáo dục tư tưởng cho bọn họ, từ từ thuần hóa bọn họ, thứ hai, nếu thật sự có kẻ hồ đồ ngu xuẩn thì cứ giết chết là được. Thư Hiền thoáng sửng sốt, y quay đầu nhìn Thanh Khâu, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Thanh Khâu cười khẽ một tiếng, thiếu chủ ca ca rất giỏi đối nhân xử thế, đây là ưu điểm của hắn, nhưng ưu điểm này cũng có một tai họa ngầm, chính là không thể tốt với người khác quá, sư phụ tốt với ai, lâu ngày, người đó sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, cái này gọi là làm ơn mắc oán. Nói xong, cô bé nhìn những người đến xin nhập học trước mặt, chúng ta quản lý học viên cũng nên như thế, nên thưởng thì thưởng, lúc nên phạt cũng không thể nương tay. Giống như, bộ luật thần đạo, này vậy, mấy người họ đến gia nhập thư viện không phải vì thật sự muốn học tập, bọn họ là đến vì, bộ luật thần đạo. Vì thế, sư phụ, chúng ta phải lập ra một vài quy tắc. Bắt đầu từ bây giờ, người gia nhập thư viện cần phải đạt được một yêu cầu nào đó, mới có thể được xem, bộ luật thần đạo. Hơn nữa cũng không được đọc hết trong một lượt, chỉ có thể đọc một trang. Thư Hiền hơi do dự, sau đó nói, làm thế ổn chứ? Thanh Khâu gật đầu, nếu không làm thế, bọn họ sẽ cho rằng, bộ luật thần đạo, là hàng cấp thấp, cũng sẽ không quý trọng cơ hội được đọc nó. Dần dần, bọn họ sẽ cho rằng thiếu chủ ca ca chia sẻ bất cứ thứ gì với bọn họ cũng là lẽ đương nhiên. Vì để tránh xuất hiện chuyện như thế, bây giờ chúng ta phải đặt ra một vài quy tắc. Một thư viện nhất định phải có quy tắc của riêng mình, không có quy tắc sẽ xảy ra chuyện. Thư Hiền ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được. Như nghĩ đến điều gì, y lại nói, bây giờ thư viện chúng ta ngày càng phát triển, sau này có thể dẫn đến việc bị các thế lực khác kiêng dè và nhằm vào không? Thanh Khâu khẽ mỉm cười, sư phụ, ngài suy nghĩ đi. Một người dám chia sẻ, bộ luật thần đạo, có thể là người bình thường không? Những thế lực này đều rất thông minh, bọn họ sẽ không ra tay với chúng ta cứ yên tâm phát triển là được. Còn nữa, sư phụ nhất định phải nhớ. Mục tiêu của chúng ta không phải là lợi ích nho nhỏ trước mắt, mà là biển sao rộng lớn. Muốn đuổi theo bước chân của thiếu chủ ca ca thì chúng ta phải biết nhìn xa trông rộng. Nếu không, không bao lâu nữa, có lẽ chúng ta sẽ biến mất khỏi bên cạnh thiếu chủ ca ca. Thư Hiền hỏi, nhà đầu, con nói phải nhìn xa trông rộng, là rộng đến mức nào? Thanh Khâu chớp mắt, vô cùng rộng lớn. Thư Hiền sửng sốt. Thanh Khâu khẽ nói, nhất định phải dám nghĩ, nếu ngay cả nghĩ cũng không dám, thì có khác gì một kẻ vô dụng đâu. Thư Hiền im lặng. Tiên cổ phủ. Trong một gian điện, tiên cổ động,
một người phụ nữ xinh đẹp và tiên cổ yêu đều đang ở đây. Tiên cổ đồng hơi chần chừ, sau đó nói, yêu nhi, khoảng thời gian này, sao con cứ nhốt mình ở phủ cả ngày thế? Con có thể ra ngoài đi dạo mà, ta cảm thấy thư viện quan huyên kia rất thú vị, con có thể đến đấy dạo chơi xem sao. Người phụ nữ xinh đẹp vội vàng hùa theo, đúng thế, ta cảm thấy Diệp công tử kia cũng được. Dù trước đó ta và phụ thân còn có chút hiểu lầm với hắn, nhưng Diệp công tử này là một người tri thức, những người như thế đều rất rộng lượng, chắc chắn hắn sẽ không so đo với chúng ta. Con tuyệt đối đừng vì một vài hành động trước kia của chúng ta mà mang gánh nặng trong lòng, không đi làm quen hắn, như thế là không đúng. Tiên cổ yêu nhìn hai người. Sau đó nói, hắn từng nói hắn sẽ không bao giờ quay lại tiên cổ thành nữa. Tiên cổ đồng nghiêm túc nói, đó chỉ là lời nói lúc giận mà thôi. Người phụ nữ xinh đẹp cũng vội gật đầu, đúng vậy. Tiên cổ yêu lắc đầu, không muốn nói thêm gì nữa, nàng ấy đứng dậy rời đi. Tiên cổ đồng đột nhiên cất lời, nhà đầu, ta biết con không thích hành động này của chúng ta, cảm thấy chúng ta quá thực dụng, nhưng cũng đành chịu. Phụ thân con là ta nắm giữ địa vị cao, làm gì cũng phải suy nghĩ cho gia tộc. Con nói xem, nếu con tìm thấy một người bình thường thì có phù hợp không? Đương nhiên là không, nhà đầu, phụ thân là người từng trải, biết môn đăng hộ đối quan trọng đến mức nào, không môn đăng hộ đối, hai người ở bên nhau sẽ chênh lệch rất nhiều, cuộc sống sau này sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tiên cổ yêu nhìn tiên cổ đồng, bây giờ mọi người cảm thấy con và Diệp công tử môn đăng hộ đối rồi ư? Tiên cổ đồng hơi do dự, sau đó nói, chắc chắn lai lịch của Diệp công tử không hề tầm thường. Tiên cổ yêu lắc đầu, khẽ thở dài. Tiên cổ đồng trầm giọng nói, nhà đầu, lần này khác, ta có thể nhìn ra cách con đối xử với Diệp công tử và người khác không giống nhau. Cho dù sau này con và cậu ta thế nào, thì ít ra các con trở thành bạn bè cũng không có vấn đề gì đúng không? Mà bây giờ, con lại vì chúng ta nên trốn tránh Diệp công tử, như thế là không đúng. Ở trong lòng ta, con là một cô nương dám nghĩ dám làm, nếu thích thì con phải tiến tới chứ, do dự nhất định sẽ bại trận, Diệp công tử xuất sắc như thế, chắc chắn bên cạnh có rất nhiều nữ tử, nếu con không quyết đoán, không dũng cảm, thì hắn sẽ bị nữ nhân khác cướp mất. Người phụ nữ xinh đẹp cũng vội nói, đúng thế, con xem Diệp công tử xuất sắc đến mức nào. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, gia thế không đơn giản, còn là một người có học vấn có phong độ, con suy nghĩ xem. Con và hắn ở bên nhau có phải rất vui vẻ không? Vui vẻ. Tiên cổ yêu nhíu mày. Có vui không? Tiên cổ yêu chìm đắm trong suy nghĩ, nàng ấy chợt phát hiện dường như thật sự rất vui. Nghĩ vậy, tiên cổ yêu thầm thấy hoảng hốt, nàng ấy vội lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ lung tung. Lúc này, tiên cổ đồng lại vội vàng nói, nhà đầu, Diệp công tử này chính là rồng phượng giữa người thường, còn là một người thú vị. Nếu con bỏ lỡ hắn, phụ thân đảm bảo chắc chắn con sẽ không gặp nam nhân nào xuất sắc hơn hắn. Con sẽ hối hận cả đời. Tiên cổ yêu chợt nói, nếu hắn chỉ là một người bình thường, nếu hắn không có thân thế bối cảnh to lớn, hai người sẽ còn thế này sao? Tiên cổ đồng lập tức nổi giận, ta và mẫu thân của con là một người ham quyền thế như vậy à? Tiên cổ yêu. Tiên cổ yêu hoàn toàn cạn lời. Nàng ấy không thèm để tâm đến phụ mẫu của mình, xoay người rời đi. Thấy thế, tiên cổ đồng và người phụ nữ xinh đẹp lập tức nôn nóng, nhưng lại không thể làm gì, bọn họ hiểu tính con gái mình, muốn khuyên nàng ấy chủ động thật sự khá khó khăn. Nhà đầu này quá hiếu thắng. Hai người người nhìn nhau, đều tỏ vẻ tiếc nuối, hối hận vì trước đây có mắt mà không thấy Thái Sơn. Chấm chấm, sau khi rời khỏi đại điện, tiên cổ yêu một mình đi tới cạnh một con sông. Nhìn cá nhỏ bơi dưới sông, nàng ấy rơi vào trầm tư, không biết tại sao, mấy ngày qua tâm trạng của nàng ấy luôn thấp thỏm, như đang băn khoăn chuyện gì đó. Lúc này, tiên cổ nguyên xuất hiện bên cạnh tiên cổ yêu, hắn ta hơi do dự, sau đó cất lời, tỉ tỉ. Tiên cổ yêu thôi suy nghĩ, nàng ấy nhìn về phía tiên cổ nguyên, có chuyện gì sao? Tiên cổ nguyên cười khổ, tỉ tỉ, Lý Tuyết không muốn quay về. Tiên cổ yêu lạnh lùng nói, đó là vì đệ không có bản lĩnh. Có thể trách ai được. Sắc mặt tiên cổ nguyên lập tức trở nên hơi khó coi. Tiên cổ yêu nhìn tiên cổ nguyên, hôm đó hắn đến tham dự hôn lễ của đệ, cũng dùng bộ luật thần đạo làm quà tặng, nhưng đệ đối xử với hắn thế nào? Tiên cổ nguyên cười khổ, đệ cũng không biết thứ ở trong cái túi kia là bộ luật thần đạo, nếu biết trước,
chắc chắn đệ sẽ không đối xử với hắn như vậy. Tiên cổ yêu khẽ thở dài. Tiên cổ nguyên lại nói, tỷ tỷ, tỷ và Diệp công tử kia có quan hệ thân thiết như vậy, có thể nhờ và giúp đệ không? Bảo Lý Tuyết quay lại. Tiên cổ yêu nhẹ giọng nói, đừng nghĩ đến Lý Tuyết nữa. Tiên cổ nguyên sửng sốt, vì sao? Tiên cổ yêu nhìn tiên cổ nguyên, vì nàng sẽ không quay lại đâu. Nói xong, nàng ấy xoay người rời đi. Tiên cổ nguyên xa sầm mặt, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, tiên cổ yêu đột nhiên dừng bước, nàng ấy xoay người nhìn tiên cổ nguyên, đừng bày mưu tính kế gì cả, nếu không, ta cũng không cứu được đệ đâu. Đừng nghĩ Diệp công tử dịu dàng, nếu hắn thật sự tức giận, thì ta cũng đành bó tay. Nói xong, nàng ấy xoay người rồi biến mất. Tiên cổ nguyên, sau khi rời khỏi tiên cổ phủ, tiên cổ yêu đột nhiên cất lời, lão Trương. Nàng ấy vừa lên tiếng, một ông lão mặc áo bào trắng lập tức xuất hiện bên cạnh nàng ấy. Tiên cổ yêu lạnh lùng nói, trông chừng đệ ấy cho ta, nếu nó dám đi gây chuyện với Lý Tuyết hay Diệp công tử thì thẳng tay đánh gãy chân. Ông lão áo bào trắng sửng sốt, tiên cổ yêu nhìn lão ta, không dám à. Ông lão hơi do dự, sau đó nói, tiểu thư. Tiên cổ yêu nhẹ giọng nói, ông cảm thấy Diệp công tử là một người thế nào? Ông lão áo bào trắng ngẫm nghĩ, sau đó đáp, tính tình ôn hòa, dịu dàng tao nhã, rất nhẹ nhàng. Tiên cổ yêu gật đầu, đúng là thế. Nhưng trực giác nói với ta hắn không hề đơn giản như thế. Ông lão sửng sốt, việc này. Tiên cổ yêu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, hắn là một người rất có cá tính, cũng là kiểu người nếu ông tốt với hắn sẽ tốt với ông gấp 10 lần, nhưng nếu ông dám hại hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ trả cho ông gấp 10. Tiên cổ tộc ta và hắn đã xảy ra mâu thuẫn một lần, tuyệt đối không thể gây thù chuốc oán với hắn thêm nữa. Ông lão áo bào trắng hơi do dự. Sau đó nói, tiểu thư, có lẽ không thể nói là Diệp công tử thích cô, nhưng chắc chắn cũng có thiện cảm. Tiên cổ yêu cười khẽ, như thế thì sao? Ông lão áo bào trắng trầm giọng nói, tiểu thư, thuộc hạ hơi nhiều lời, nếu cô cũng có thiện cảm với Diệp công tử thì cô hoàn toàn có thể tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Tiên cổ yêu bình tĩnh đáp, không. Ông lão cười khổ, tiểu thư, Diệp công tử là một người tốt, còn là một người có học vấn, lúc rảnh rỗi, cô có thể tiếp xúc với hắn xem sao. Tiên cổ yêu lạnh nhạt nói, không là không. Ông lão áo bào trắng đang muốn nói thêm gì đó, thì một ông lão đột nhiên xuất hiện, ông lão cúi người hành lễ, tiểu thư, Diệp công tử đến thăm hỏi, đang ở ngoài thành, hắn nói. Còn chưa nói xong, tiên cổ yêu đã biến mất, ông lão áo bào trắng. Bên ngoài tiên cổ thành, Diệp Huyên đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, tiên cổ yêu xuất hiện trước mặt hắn. Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, yêu cô nương, lại gặp nhau rồi. Tiên cổ yêu bình tĩnh hỏi, có chuyện gì sao? Diệp Huyên hơi bất mãn, không có chuyện gì thì không thể đến tìm cô à? Tiên cổ yêu hơi ngẩn người, trong lòng chợt dâng lên cảm giác vui sướng khó hiểu, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị nàng ấy chặn lại. Diệp Huyên cười hỏi, đi dạo với ta nhé. Tiên cổ yêu gật đầu, được thôi. Dứt lời, nàng ấy bèn muốn dẫn Diệp Huyên đi vào thành. Nhưng Diệp Huyên không nhúc nhích, tiên cổ yêu quay đầu nhìn hắn, vẫn còn tức giận sao? Diệp Huyên gật đầu, tiên cổ yêu liếc hắn, hẹp hòi. Ánh nhìn này có thêm một chút phong tình mà bản thân nàng ấy cũng không phát hiện ra. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, chỉ sang một hướng, phong cảnh bên kia cũng đẹp lắm, chúng ta đến đó đi. Tiên cổ yêu gật đầu, được, hai người đi về phía xa dọc theo tường thành. Tiên cổ yêu chợt cất lời, đột nhiên đến tìm ta. Chắc chắn là có chuyện gì đó đúng không? Diệp Huyên cười đáp, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, nhưng quan trọng nhất là đến thăm cô. Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên, thăm ta làm gì? Diệp Huyên cười nói, cô trời sinh đã xinh đẹp, chỉ ngắm thôi cũng thấy thoải mái rồi, tiên cổ yêu chừng hắn, đừng văn vở. Diệp Huyên cười nói, yêu cô nương, có lẽ ta không phải người đầu tiên khen cô xinh đẹp, đúng không? Tiên cổ yêu hỏi ngược lại, nếu ta là một người vô cùng xấu xí thì sao? Diệp Huyên ngạc nhiên nói, yêu cô nương, có lẽ cô hiểu lầm ý ta rồi. Tiên cổ yêu nhíu mày, gì cơ? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta nói cô xinh đẹp trời sinh không chỉ ở dung mạo, mà còn có linh hồn và tính cách nữa. Thế giới này, rất nhiều người có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng nội tâm lại vô cùng bẩn thỉu và xấu xí. Một người có nội tâm như thế, dù nàng ta có xinh đẹp đến mấy, thì ta vẫn thấy bẩn thỉu và xấu xí. Còn yêu cô nương thì khác. Cô không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà nội tâm còn rất lương thiện. So với dung mạo,
ta còn thích tâm hồn và trái tim lương thiện của cô hơn. Cũng như câu nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn đấy, nói đến đây, hắn dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục, có lẽ cách nói của ta sẽ khiến cô thấy hơi văn vở, thậm chí là mạo phạm, nhưng ta muốn nói đây chính là suy nghĩ thật lòng nhất của ta, kiếm tu chúng ta chủ yếu tu tâm, chúng ta chưa từng lừa dối nội tâm của bản thân, những gì nói ngoài miệng cũng là suy nghĩ ở trong lòng. Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên, dù nét mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trái tim lại bắt đầu rung động, có điều chẳng mấy chốc nàng ta đã bình thường trở lại. Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên, lúc này, Diệp Huyên cũng đang nhìn nàng ấy, ánh mắt của hắn trong veo như nước, trên mặt là nụ cười dịu dàng, mọi thứ đều rất chân thực. Tiên cổ yêu đột nhiên thu hồi tầm mắt, ánh mắt kia của Diệp Huyên tựa như vòng xoáy, có thể hút người vào bên trong. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, yêu cô nương, ta muốn tặng cô một món quà. Tiên cổ yêu quay đầu nhìn hắn, hơi tò mò hỏi, món quà gì? Diệp Huyên mở lòng bàn tay. Một quyển bộ luật thần đạo xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy bộ luật thần đạo, tiên cổ yêu sửng sốt, đây. Diệp Huyên nghiêm túc nói, bộ luật thần đạo này khác với quyển ta tặng cho đệ đệ của cô và Lý Tuyết, ta đã không ngủ không nghỉ nghiên cứu nó nửa tháng sau đó chú thích rõ ràng, muốn tu luyện sẽ đơn giản hơn ít nhất gấp mất lần. Thư Hiền, tiên cổ yêu nhìn bộ luật thần đạo trước mắt, một lúc sau, nàng ấy lắc đầu, thứ này quá quý giá. Diệp Huyên chợt hỏi, tình bạn của chúng ta có quý giá không? Tiên cổ yêu ngây người. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, lại hỏi, có hay là không? Tiên cổ yêu im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Diệp Huyên đột nhiên đặt bộ luật thần đạo vào tay tiên cổ yêu, ở trong lòng ta, dù là 10.000 quyển, bộ luật thần đạo cũng không bằng 1/1 triệu tình bạn của chúng ta. Nói xong, hắn nhìn về phía tiên cổ yêu, sau này, đừng dùng ngoại vật để đong đếm tình cảm giữa chúng ta. Vì ta cảm thấy đó là một sự sỉ nhục, là sự xem thường. Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên cười nói, có phải cảm thấy ta giống như đang lừa cô không? Tiên cổ yêu gật đầu. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, xoay người đi về phía xa. Tiên cổ yêu nhìn bộ luật thần đạo trong tay, khẽ thở dài trong lòng. Lừa ư. Đây là bộ luật thần đạo có giá trị ít nhất 50 triệu trụ mạch. Hơn nữa nó còn đã được chú thích. Càng là bảo vật vô giá. Hắn có ý đồ với nàng ấy. Nghĩ thế, nhưng nàng ấy lại phát hiện bản thân không hề tức giận chút nào. Nhưng vì sao hắn không nói ra? Nghĩ đến đây, nàng ấy chợt phát hiện bản thân hơi tức giận. Tiên cổ yêu vội lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ lung tung trong đầu. Nàng ấy vội vàng đuổi theo Diệp Huyên, quay đầu nhìn hắn, ngươi giận à? Diệp Huyên gật đầu, có hơi giận. Vì lúc ta nói thật, cô chẳng bao giờ chịu tin. Tiên cổ yêu chớp mắt, trước kia người từng nói dối à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Rất thường xuyên. Tiên cổ yêu lắc đầu, ta không tin, trông ngươi hơi cả lơ phất phơ, nhưng vẫn rất chính trực, không phải một người biết nói dối. Diệp Huyên. Tiên cổ yêu đột nhiên nói, ta sẽ nhận, bộ luật thần đạo này của ngươi. Đừng giận nữa, được chứ? Diệp Huyên cười nói, ta cũng không dễ giận như thế. Tiên cổ yêu khẽ mỉm cười, được. Diệp Huyên chớp mắt, ta có thể đường đột thêm một chút không? Tiên cổ yêu chừng hắn, người muốn nói gì? Diệp Huyên cười, muốn nói lời trong lòng, nhưng lại sợ cô không vui, cho nên. Ta có thể nói không? Tiên cổ yếu liếc Diệp Huyên, nàng ấy ngẫm nghĩ, sau đó giơ một ngón tay ra, chỉ có thể nói một câu, chỉ một câu thôi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, cô cười trông rất đẹp, giống như quả anh đào vừa chín vậy, tươi đẹp ướt át, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Tiên cổ yêu hơi sửng sốt, sau đó hai má trở nên đỏ ửng, nàng ấy chừng Diệp Huyên, ngươi. Thế này là háo sắc đấy. Diệp Huyên đang muốn đáp lời thì lúc này, tiên cổ yêu đột nhiên nhẹ giọng nói, ngươi. Có thể nói thêm một câu nữa. Diệp Huyên, nói thêm câu nữa. Diệp Huyên chớp mắt, ta không. Tiên cổ yêu hơi sửng sốt, sau đó thẹn thùng chừng Diệp Huyên một cái, vừa ngại vừa giận. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không phải ta không muốn nói. Mà là không dám nói. Tiên cổ yêu hơi tò mò, vì sao? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, ta sợ cô giận. Tiên cổ yêu liếc hắn, ta giận cái gì chứ? Diệp Huyên cười nói, yêu cô nương, bình thường cô rất ít cười, đúng không? Tiên cổ yêu im lặng, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nếu ta đoán không lầm thì từ nhỏ cô đã có rất nhiều gánh nặng, sinh ra ở gia tộc lớn, nữ tử muốn nắm giữ số phận của bản thân chỉ có thể cố gắng hơn nam nhân, chỉ như thế, cô mới có thể được tôn trọng. Sẽ không bị trở thành con cờ. Mà trong những gia tộc lớn như thế, tình thân luôn rất mờ nhạt,
vì mọi người đều xem trọng lợi ích. Tất cả mọi người đều chỉ quan tâm đến cảnh giới của cô, không ai quan tâm cô thật sự muốn gì cả. Đây cũng là lý do vì sao cô lạnh lùng như thế, vì cô muốn ngụy trang, không cho người khác nhìn thấy nội tâm yếu ớt của mình. Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên, nàng ấy chợt rưng rưng nước mắt, nhưng nước mắt lại không rơi xuống. Diệp Huyên hơi chần chừ, sau đó xoay người, nếu muốn khóc thì khóc đi. Ta không nhìn đâu, phì, tiên cổ yêu đột nhiên bật cười, nàng ấy chừng Diệp Huyên, như thế không phải là bịt tai trộm chuông à. Diệp Huyên xoay người nhìn tiên cổ yêu, khi nhìn thấy nước mắt vương trên khóe mắt nàng ấy, hắn lấy một tờ khăn lụa ra lau đi, nhẹ giọng nói, dáng vẻ kiên cường của cô khiến người ta rất đau lòng. Tiên cổ yêu cứ nhìn Diệp Huyên như thế, không nói một lời. Diệp Huyên chớp mắt, ta có đẹp không? Tiên cổ yêu sửng sốt, sau đó lắc đầu cười khẽ, mặt dày. Diệp Huyên cũng cười to, hai người tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau đó, hai người đi đến một bờ sông, hai bên sông có trăm hoa đua nở, đẹp không tả xiết. Diệp Huyên quay đầu nhìn tiên cổ yêu, hôm nay tiên cổ yêu mặc váy dài màu trắng, không dính một hạt bụi, mái tóc dài của nàng ấy tùy tiện búi lên sau lưng. Nhưng trông không hề có vẻ xốc xếch, ngũ quan xinh đẹp đủ để khiến vô số đàn ông lao vào. Tiên cổ yêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, nhìn ta làm gì? Diệp Huyên cười đáp, xinh đẹp. Tiên cổ yêu chừng hắn, cũng không nổi giận, ngược lại là hơi thẹn thùng. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói, không thể không nói, loài người là sinh vật thị giác, vẻ ngoài xinh đẹp, đặc biệt là người có dung nhan tuyệt đẹp như yêu cô nương. Rất dễ khiến người khác say đắm. Tiên cổ yêu đột nhiên hỏi, người sẽ say đắm chứ? Diệp Huyên sửng sốt, hắn quay đầu nhìn tiên cổ yêu, nhưng nàng ấy lại rời mắt đi, nhìn về phía trước, giống như câu hỏi khi nãy không phải của nàng ấy vậy. Diệp Huyên chợt cười đáp, sẽ. Tiên cổ yêu quay đầu nhìn hắn, nàng ấy nhìn thẳng vào mắt Diệp Huyên, muốn nhìn xuyên qua trái tim của hắn. Diệp Huyên đột nhiên rời mắt đi, yêu cô nương, cô đừng nhìn ta như thế. Tiên cổ yêu hỏi, vì sao? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta sợ ta sẽ đắm chìm lúc này, sau đó không thể quay đầu. Tiên cổ yêu, Diệp Huyên đột nhiên chỉ một tảng đá lớn phía xa, đi, chúng ta đến đó ngồi một lát. Dứt lời, hắn dẫn tiên cổ yêu đi tới chỗ tảng đá kia, sau đó hắn mở lòng bàn tay, chỉ nhẹ một cái, trong nháy mắt, có hai con cá đột nhiên bay lên từ dưới con sông bên cạnh. Diệp Huyên bắt đầu nhóm lửa nướng cá. Tiên cổ yêu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt mang theo cảm xúc khác thường. Không lâu sau đó, Diệp Huyên đã nướng xong hai con cá, hắn đưa một con cho tiên cổ yêu, nếm thử đi. Tiên cổ yêu hơi do dự, sau đó nhận lấy cá, nàng ấy nếm thử, một lát sau, nàng ấy nhìn về phía Diệp Huyên, ngon lắm. Diệp Huyên cười to, sau đó cất lời, yêu cô nương. Tiên cổ yêu ngắt lời hắn, ngươi có thể gọi ta là tiểu yêu. Tiểu yêu. Diệp Huyên chớp mắt, đó là nhũ danh của cô à. Tiên cổ yêu gật đầu, nhẹ giọng nói, chỉ có phụ mẫu mới gọi ta như thế thôi. Diệp Huyên cười nói, tiểu yêu, ta có chuyện muốn làm phiền cô. Tiên cổ yêu đáp, ngươi nói đi. Diệp Huyên nghiêm túc cất lời, ta muốn thu nhận học viên ở tiên cổ thành. Hắn phát hiện ra một vấn đề, đó là muốn chiêu mộ học viên chỉ có thể đi đến các giới hoặc thành lớn, vì ngoài những nơi này, người của những nơi khác thật sự quá ít. Người xuất sắc lại càng hiếm có hơn. Nếu muốn thu nhận được nhiều học viên giỏi giang hơn thì chỉ có thể đi tới các tòa thành và thế giới lớn thôi. Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên, khi nãy ngươi nói biết bao nhiêu lời hay ý đẹp là vì điều này sao? Diệp Huyên vội nói, sao có thể? Ta không phải loại người như thế. Tiên cổ yêu lắc đầu, việc ngươi vừa nói khi nãy, không thành vấn đề. Nghe vậy, Diệp Huyên yên tâm hơn, sau đó hắn nói, ta là đang cướp người với các cô đấy. Tiên cổ yêu khẽ mỉm cười, phải xem bản lĩnh của ngươi nữa, nếu thật sự có thể cướp thì xem như ngươi giỏi. Đương nhiên ta cũng có một yêu cầu nho nhỏ, đó là cho phép người của tiên cổ tộc ta cũng được gia nhập vào thư viện quan huyên, không cần nhiều, chỉ 4-5 người thôi, ngươi thấy sao? Diệp Huyên cười nói, được thôi, nhưng 4-5 người này cần phải đạt tiêu chuẩn về nhân phẩm. Tiên cổ yêu gật đầu, ta sẽ đích thân chọn người. Diệp Huyên cũng gật đầu, được, nói xong. Hắn quay đầu nhìn lên nắng chiều ở phía xa, nhẹ giọng nói, tiểu yêu, ta phải về rồi. Tiên cổ yêu im lặng, dù trong lòng rất lưu luyến, nhưng vẫn phải gật đầu. Diệp Huyên đứng dậy, hắn nhìn về phía tiên cổ yêu, khẽ mỉm cười, cô có biết cô cười lên xinh đẹp lắm không? Tiên cổ yêu hơi ngây người,
Diệp Huyên cười nói, đẹp đến mức khiến người ta thấy ngạt thở. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm, một tia kiếm quang đâm rách bầu trời, khiến thiên địa chuyển động, kiếm tu. Tiên cổ yêu nhìn kiếm quang vừa đâm rách bầu trời kia, nhẹ giọng nói, đúng là kiếm tu. Nói xong, nàng ấy như nhớ đến điều gì, chợt lắc đầu cười khẽ. Nụ cười khiến xung quanh như mất đi màu sắc. Một lát sau, tiên cổ yêu xoay người rời đi, lúc quay lại cổng tiên cổ phủ, ông lão áo bào trắng chợt xuất hiện bên cạnh nàng ấy. Lão ta hành lễ tiểu thư, Ngôn Biên Nguyệt công tử đến, nói có quà muốn tặng cho. Tiên cổ yêu đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng, bảo hắn ta cút. Nói xong, nàng đi vào trong nội phủ, nhưng đi được hai bước thì nàng chợt dừng lại, sau đó nói cút xa một chút. Dứt lời, nàng ấy biến mất. Ông lão, thư viện Quan Huyên, sau khi trở lại thư viện, Diệp Huyên lập tức tìm đến Thư Hiền và Thanh Khâu. Diệp Huyên cười nói, bây giờ, hai người có thể đến tiên cổ thành tuyển người, nhưng trước khi đi nhớ chào hỏi yêu cô nương một tiếng. Thư Hiền gật đầu, đương nhiên rồi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện, bên trong là tất cả trụ mạch của hắn. Lúc trước Đông Lý Nam cho hắn một ít, sau đó hắn lại lấy được 15 triệu từ chỗ yêu liên, cộng thêm tộc trưởng Ngôn tộc còn cho hắn 20 triệu, trừ đi khoản tiêu lúc trước, bây giờ hắn còn 38 triệu trụ mắc. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó lấy 5 triệu trụ mạch ra đưa cho Thư Hiền, bây giờ xây dựng thư viện, mọi mặt đều cần đến tiền, về mặt tiền bạc, ông không cần phải tiết kiệm. Thư Hiền cúi người, được. Diệp Huyên lại lấy ra 5 triệu trụ mạch đưa cho Thanh Khâu, đây là cho riêng muội, muội tu luyện cần rất nhiều trụ mạch, đừng tiết kiệm, biết chưa? Thanh Khâu gật đầu, khẽ đáp, vâng. Nói xong, cô bé nhận lấy nhẫn chứa đồ, cô bé nắm chặt lấy nhẫn trong tay, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, mục tiêu của chúng ta không chỉ là vũ trụ chư thần, mà là tất cả vũ trụ. Vũ trụ chư thần chính là nền móng của chúng ta, vì thế, ta quyết định đi thăm hỏi các thế lực lớn ở vũ trụ chư thần này, vì bây giờ các thế lực lớn vẫn còn kiêng dè và đề phòng chúng ta phải bày tỏ thái độ với họ, chúng ta đến đây chỉ muốn thành lập một thư viện, không phải muốn xưng bá cả vũ trụ chư thần. Tốt nhất là có thể hợp tác với họ, mọi người phát triển hòa bình, hai bên cùng có lợi. Nói xong, Diệp Huyên cũng hơi cảm thán. Trước đây, hắn đến nơi khác không phải đánh thì là giết, không ngừng giao chiến, đánh tới cùng, giết đến cuối. Hắn thật sự rất ghét cuộc sống như thế. Vì sao các thế lực không thể tồn tại một cách hòa bình? Vì sao nhất định phải đánh đánh giết giết? Bây giờ nhớ về quá khứ, hắn cảm thấy bản thân như một tên ngốc. Cả quá trình đều chỉ biết đánh giết, đánh thắng thì ra oai, không thắng thì gọi người. Cuộc đời hắn giống như một quyển tiểu thuyết võ hiệp, không ngừng lặp lại, không ngừng tuần hoàn. Cuộc đời như thế thật sự rất nhàm chán. Sau khi dặn dò xong, Diệp Huyên đứng dậy, tiếp theo, hắn muốn đến Vạn Cổ Thành. Diệp Huyên rời khỏi thư viện Quan Huyên, sau đó ngồi xe ngựa chậm rãi đi về phía xa. Hắn không định ngự kiếm, ngồi xe ngựa không phải vì oai phong, mà là vì khiến bản thân chậm lại. Trước đây hắn quá gấp gáp, bây giờ hắn muốn chậm lại. Rất nhiều lúc, tĩnh tâm, lắng đọng một chút vẫn tốt hơn. Diệp Huyên ngồi nghiêng trên xe ngựa, trong tay cầm một quyển cổ tịch tên là Thư Kinh. Hắn rất thích quyển sách này, đặc biệt là hai câu trong đó, kính đức, linh hồn tái sinh. Đức, là chỉ đức hạnh, đạo đức. Hắn cảm thấy làm người phải có đạo đức, không có đạo đức, không có ranh giới cuối cùng, thì có khác gì xúc vật đâu. Linh hồn tái sinh, mấy ngày qua đã để lại cảm xúc sâu sắc trong hắn. Sở dĩ hắn muốn thành lập kiếm đạo nhân gian là vì hắn cảm thấy nếu yêu vũ trụ này, yêu sinh linh nơi đây, thì vũ trụ và hàng triệu sinh linh ở đây cũng sẽ yêu ngươi. Ngươi muốn tàn phá vũ trụ, thì vũ trụ cũng sẽ tàn phá ngươi, đương nhiên hắn cũng biết đây là thế giới kẻ mạnh là vua, muốn thay đổi rất nhiều thứ thật sự vô cùng khó khăn. Nhưng hắn vẫn quyết định muốn làm, ngoài hắn ra, không ai có thể làm được nữa cả. Vì Diệp Huyên hắn được trời ưu đãi, phụ thân, đại ca. Muội muội đều vô địch, chuyện lớn như khai thiên lập địa thế này, ngoài Diệp Huyên ta thì còn ai làm được nữa chứ? Ngoài ta ra thì còn ai nữa? Nghĩ thế, Diệp Huyên hơi nhếch môi, hắn thừa nhận hắn có hơi kiêu căng. Hắn cũng muốn khiêm tốn lắm, nhưng thực lực không cho phép. Từ bé đã có chỗ dựa vô địch, hắn cũng rất khó xử. Có điều khác với trước đây, bây giờ hắn không muốn dựa vào người khác nữa. Thân phận bối cảnh như thế. Nếu chỉ dùng để ra oai thì quá lãng phí. Như hắn từng nói, hắn muốn thay đổi vũ trụ, không những thế,
hắn còn phải thay đổi cả phụ thân nữa. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn đứng trước mặt người đàn ông áo xanh, sau đó hùng hồn nói với y, ông là một phụ thân không tròn trách nhiệm. Nói xong thì tát bay người đàn ông áo xanh ra khỏi cửu thiên. Nuôi thả, phụ thân ông nuôi thả ông, bây giờ ông lại nuôi thả con. Ông nghĩ mình là ai? Đương nhiên bây giờ chỉ có thể suy nghĩ mà thôi. Hắn hiểu rõ tính tình của cha mình, người nói phải trái với y sẽ ra vẻ không để tâm, người ra vẻ không để tâm, y sẽ nói phải trái với ngươi. Nếu không vui, y sẽ cho ngươi ăn đấm. Bây giờ vẫn còn không đánh lại, cho nên chỉ có thể nhịn thôi. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, tiếp tục đọc sách. Lúc này, một hương thơm bay tới, một khắc sau, có một cô gái ngồi xuống bên cạnh Diệp Huyên. Người đó chính là Ngạn Bắc. Diệp Huyên nhìn về phía Ngạn Bắc, hôm nay nàng ta mặc đồ màu tím, dưới cần cổ thon dài là làn da trắng như bạch ngọc, tiếp tục nhìn xuống, phần ngực nửa che nửa mở, thật sự rất quyến rũ. Tiếp tục nhìn xuống, trên eo thon có một sợi dây màu trắng buộc hờ hững. Đặc biệt là đôi mắt của nàng ta, còn quyến rũ hơn cả hoa đào, lúc đảo mắt thật sự như muốn bắt lấy trái tim người khác. Không thể không nói, dung nhan của Ngạn Bắc này không hề thua kém gì tiên cổ yêu. Nhưng nét đẹp của hai người giống mà cũng không giống. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, cười nói có chuyện gì sao? Ngạn Bắc gật đầu, ta muốn đi cùng ngươi. Diệp Huyên tỏ vẻ khó hiểu, vì sao? Ngạn Bắc nhún vai, không có lý do, chỉ là muốn đi cùng ngươi thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Ngạn Bắc quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi không từ chối à? Diệp Huyên cười nói, vì sao ta phải từ chối? Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên cũng nhìn nàng ta, hai người mắt đối mắt, trên mặt Diệp Huyên mang theo ý cười hờ hững. Bầu không khí lập tức trở nên hơi khó tả. Một lúc lâu sau đó, Ngạn Bắc cười khẽ, ngươi là nam nhân đầu tiên dám nhìn thẳng vào ta như thế, hơn nữa ánh mắt còn rất trong suốt. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, tiếp tục đọc sách, cô cho rằng mấy năm qua ta tu kiếm đều vô ích sao. Ngạn Bắc đột nhiên nói, ta đến từ Ngạn tộc ở phía Bắc Hoang Vũ Trụ. Diệp Huyên tiếp tục đọc sách, không đáp lời. Ngạn Bắc lại nói, ta là thần nữ của Ngạn tộc, người có biết thần nữ không? Chính là người cả đời đều phải dâng hiến cho thần đấy. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên giật lấy sách của Diệp Huyên, hơi giận dữ, chẳng lẽ ta còn không đẹp bằng sách à? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, cô nói đi, ta đang nghe. Ngạn Bắc chừng hắn, sau đó nói, người biết thần không? Diệp Huyên cười khẽ chính là một vài người tương đối mạnh. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, ngươi là đang khinh thường thần linh. Ở chỗ của chúng ta, chắc chắn ngươi sẽ bị thiêu chết. Diệp Huyên chớp mắt, nghiêm trọng thế à? Ngạn Bắc gật đầu, gia tộc chúng ta phải thờ phụng thần. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi có tín ngưỡng không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, có. Ngạn Bắc hỏi, là ai? Diệp Huyên cười nói, Thanh Nhi. Ngạn Bắc nhíu mày, chưa từng nghe nói tới. Diệp Huyên cười khẽ nói, muội muội của ta, tín ngưỡng của ta chính là nàng, ngoài nàng, những vị thần khác ta đều không coi trọng. Tin tưởng Thanh Nhi, mãi mãi vô địch. Ngạn Bắc liếc Diệp Huyên, chẳng lẽ nàng ta còn lợi hại hơn cả thần ư? Diệp Huyên nghiêm túc nói, có lẽ còn lợi hại hơn. Ngạn Bắc đột nhiên ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta nhìn thẳng vào hắn, đồ khoác lác. Diệp Huyên. Ngạn Bắc lại nói, ta đã trốn ra ngoài đấy, người có biết tại sao không? Diệp Huyên hỏi dò, không muốn bị ràng buộc cả đời à? Ngạn Bắc gật đầu, phải. Diệp Huyên im lặng. Ngạn Bắc nhìn hắn, bọn họ sẽ đến bắt ta về. Diệp Huyên vẫn không nói gì. Ngạn Bắc liếc hắn, lại im lặng rồi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, cô có thể đừng ngồi gần ta như thế không? Lúc này Ngạn Bắc đang ngồi trước mặt hắn, nếu đến gần hơn, nàng ta sẽ ngồi lên đùi hắn luôn rồi. Vị trí này thật sự hơi ngượng ngùng. Ngạn Bắc nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không phải ngươi là chính nhân quân tử à? Ta còn không sợ, ngươi sợ gì chứ? Diệp Huyên cười nói, Ngạn Bắc cô nương, cô thích ta sao? Nghe vậy, Ngạn Bắc sửng sốt. Hắn hỏi vấn đề này quá đột ngột, khiến nàng ta không biết nên đáp lại thế nào, đầu óc hoàn toàn không kịp suy nghĩ.
Diệp Huyên hỏi lại, thích sao? Ngạn Bác im lặng. Diệp Huyên cười nói, do dự cũng chứng tỏ là không thích. Nếu đã không thích, cô thân thiết với ta như thế, cô cảm thấy thích hợp sao? Ngạn Bác nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, có lẽ là tư tưởng của ta khá bảo thủ, ta cảm thấy nữ nhân phải giữ khoảng cách nhất định với nam nhân, trừ khi cô rất thích người đó, và người đó cũng thích cô, hai bên đều thích nhau, thì đương nhiên không cần suy xét đến những chuyện này. Nhưng nếu hai bên không thích nhau thì nhất định phải giữ khoảng cách. Nữ nhân càng biết yêu thương bản thân sẽ càng được nam nhân tôn trọng, những cô gái không biết yêu thương bản thân, nghe mấy lời ngon tiếng ngọt của nam nhân đã trao thân thì thường đều là tin sai người. Nói đến đây, hắn mở lòng bàn tay rồi khẽ nâng lên, một lực lượng nhẹ nhàng đỡ Ngạn Bác dậy, sau đó rời nàng ta đến chỗ ngồi bên cạnh hắn. Diệp Huyên nói tiếp, ta không phải đang giảng đạo, chỉ là một vài suy nghĩ cá nhân thôi, nếu Ngạn Bác cô nương cảm thấy có lý thì có thể lắng nghe, nếu cảm thấy vô lý, cô có thể quên nó đi. Diệp Huyên hắn không phải là ngựa giống, sẽ không phải gặp ai cũng yêu người đó, có lẽ bình thường sẽ trêu chọc bằng lời nói. Nhưng hắn cũng có ranh giới cuối cùng. Ngạn Bác im lặng một lát rồi nói, cảm ơn. Diệp Huyên cười đáp, cảm ơn gì chứ? Ngạn Bác nhìn Diệp Huyên, sự tôn trọng. Diệp Huyên tôn trọng nàng ta. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, tôn trọng là chuyện hiển nhiên. Ngạn Bác đột nhiên nói, ta muốn gia nhập thư viện, nghiêm túc đấy. Diệp Huyên im lặng. Ngạn Bác vội nói, ta xin nói thẳng, ta muốn gia nhập thư viện. Một là muốn tìm kiếm sự che chở của ngươi, hai là thật sự thích thư viện, ta thích bầu không khí của nơi này, cũng thích ngươi, ý của ta là thích trò chuyện với ngươi, ta cảm thấy khi nói chuyện với ngươi, ta có thể học hỏi được rất nhiều điều. Diệp Huyên im lặng. Ngạn Bác lại nói tiếp, ta cũng biết nếu gia nhập thư viện, chắc chắn sẽ có người mang đến phiền phức cho thư viện, nhưng ta thật sự rất muốn gia nhập. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên ôm đầu, tỏ vẻ chán chường. Nhưng, ta thật sự không muốn liên lụy đến ngươi, nếu ta gia nhập thư viện, Ngạn tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, chắc chắn bọn họ sẽ gây chuyện với ngươi. Ngươi biết không, tối qua ta do dự rất lâu, không biết có nên đi hay không, nhưng ta thật sự không muốn đi, ta thích nơi này, cũng thích. Nói đến đây, nàng ta ngẩng đầu im lặng nhìn Diệp Huyên, không nói tiếp nữa. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Ngạn tộc lợi hại lắm sao? Ngạn Bác gật đầu. Nhẹ giọng nói, mạnh hơn tất cả các thế lực ở vũ trụ chư thần. Diệp Huyên cười nói, vậy cô không sợ ta bị đánh chết à? Ngạn Bác chớp mắt, nhưng ta cảm thấy ngươi lợi hại hơn. Diệp Huyên hơi tò mò, vì sao? Ngạn Bác hơi do dự, sau đó nói, ngươi cho ta cảm giác ngươi chính là vô địch. Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó cười to, thì ra trong lúc vô tình hắn cũng có khí thế của cường giả ư. Lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Diệp Huyên nhìn về phía xa, cách đó không xa có một ông lão, ông ta đang cười híp mắt nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên lập tức đứng dậy chắp tay, các hạ là. Ông lão cười nói, chào Diệp công tử, tại hạ là Tiêu Nhạc thành chủ Thái Cổ thành, đã đợi Diệp công tử ở đây rất lâu rồi. Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó vội vàng xuống xe cùng Ngạn Bác, hắn đi tới trước mặt Tiêu Nhạc, chắp tay, thì ra là Tiêu thành chủ, nghe danh đã lâu. Tiêu Nhạc cười hỏi, Diệp công tử, lần này cậu muốn đến Thái Cổ thành của ta sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Nói xong, hắn nhìn ra sau lưng Tiêu Nhạc, Thái Cổ thành ở phía trước đúng không? Tiêu Nhạc lắc đầu, còn cách nơi này rất xa. Diệp Huyên sửng sốt. Tiêu Nhạc im lặng, ta không đến, cái xe ngựa này của cậu chắc phải đi mất nửa năm. Tiêu Nhạc khẽ mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta đi vào thành nói chuyện đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Tiêu Nhạc nhìn xe ngựa sau lưng Diệp Huyên, đây. Diệp Huyên cười nói, không sao. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, lập tức cất xe ngựa kia vào. Tiêu Nhạc khẽ mỉm cười, mời. Ông ta vừa dứt lời, ba người lập tức biến mất, trong nháy mắt đã di chuyển đến Thái Cổ Thành. Không thể không nói, Thái Cổ Thành này cũng rất sầm uất, không thua kém gì Tiên Cổ Thành cả. Tiêu Nhạc cười nói, Diệp công tử, không biết lần này cậu đến Thái Cổ Thành là để. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tặng quà. Tiêu Nhạc sửng sốt, tặng quà. Diệp Huyên gật đầu, hắn mở lòng bàn tay,
một quyển cổ tịch xuất hiện trước mặt Tiêu Nhạc. Nhìn thấy quyển cổ tịch, Tiêu Nhạc lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta hét to, trời ạ. Dứt lời, ông ta lập tức đỏ mặt, vội im lặng. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, tiền bối có thích không? Tiêu Nhạc vội đáp, thích. Nói xong, ông ta xoay người hét lên, mau lấy, rượu tiên ra, mà ta siêu tầm đến. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, bộ luật thần đạo, này ông chỉ có thể đọc thôi, ta không thể tặng cho ông được, sau khi xem xong, ông có thể học thuộc, ông thấy được không? Tiêu Nhạc vội vàng gật đầu, được, đương nhiên là được rồi. Tự nhiên được lợi, sao có thể không nhận chứ? Tiêu Nhạc vui sắp chết rồi. Ông ta đột nhiên nói, Diệp công tử, mời, chúng ta vào trong điện nói chuyện. Cứ thế, dưới sự dẫn đường của Tiêu Nhạc, Diệp Huyên và Ngạn Bắc đi tới Thái Cổ Điện. Sau khi ngồi xuống, lập tức có người bưng rượu tiên ra lên. Diệp Huyên uống nhẹ một hớp, rượu vừa chảy qua cổ họng, hắn thoáng sửng sốt. Ngon quá! Sau khi chảy vào người, hắn phát hiện rượu này chợt biến thành linh khí tinh thuần, bắt đầu bồi bổ cho thân thể của hắn. Tiêu Nhạc cười hỏi, Diệp công tử, thế nào? Diệp Huyên gật đầu, rượu ngon, đúng là rượu ngon. Tiêu Nhạc cười to, sau đó mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Huyên, quá trình ủ loại rượu này rất khó khăn, vì thế ta cũng không có nhiều, chỉ có khoảng 100 vỏ, hôm nay, ta và Diệp công tử có duyên, cho nên xin tặng cho Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, vậy thì ta cũng không khách sáo đâu. Tiêu Nhạc cười to, Diệp công tử hào sảng quá, lão phu rất thích người có tính cách như cậu. Nói đến đây, ông ta dừng lại một lát rồi mới tiếp tục, Diệp công tử, không biết cậu đã thành hôn chưa? Nếu chưa, ta có mấy nữ nhi rất được, đứa nào cũng quốc sắc thiên hương, nếu cậu thích thì có thể cưới về. Nói đến đây, ông ta chợt cảm thấy lạnh lẽo, ông ta quay đầu nhìn lại, thấy Ngạn Bắc đang nhìn mình. Tiêu Nhạc vội cười ngượng ngùng, ta chỉ nói cho vui thôi. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, không giấu giếm gì ông, hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn nhờ vả. Tiêu Nhạc vung tay, nói, cứ nói đi, hai chúng ta còn ngại cái gì? Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, vậy ta xin nói thẳng. Không giấu giếm gì ông, ta muốn thành lập một thư viện nhưng lại thiếu người, vì thế ta muốn đến Thái Cổ tộc tuyển người, được chứ? Tiêu Nhạc chớp mắt, chỉ thế thôi à? Diệp Huyên gật đầu. Tiêu Nhạc cười to, đây không phải là chuyện nhỏ sao? Diệp công tử cứ đến chiêu mộ người, cần Thái Cổ thành ta giúp đỡ cái gì, cậu cứ nói một tiếng là được. Diệp Huyên cười nói, từ lâu đã nghe danh Thái Cổ tộc có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, ta muốn chiêu mộ mấy học viên từ Thái Cổ tộc, tiêu chuẩn đầu tiên là nhân phẩm tốt, không biết ý tiền bối thế nào. Việc hắn muốn làm là để mọi người và hắn đồng cam cộng khổ. Mọi người chia sẻ lợi ích, hòa bình phát triển. Tiêu Nhạc híp mắt, cười nói, được, được chứ, không thể không nói, lúc này ông ta cảm thấy rất rung động. Diệp công tử này tuổi còn trẻ nhưng lại rất giỏi đối nhân xử thế. Tiêu Nhạc thầm thở dài, đúng là sóng sau xô sóng trước. Tiêu Nhạc nhìn về phía Diệp Huyên, càng nhìn càng thấy thuận mắt, lúc này, trong lòng ông ta chợt có một suy nghĩ, chết tiệt, có cần bỏ thuốc tiểu tử này, để hắn và con gái của ông ta gạo nấu thành cơm không? Nếu hắn trở thành con rể của ông ta, thì chẳng phải là phát tài sao? Tiêu Nhạc càng nghĩ càng hưng phấn. Tiêu Nhạc nhìn Diệp Huyên, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Chàng trai trẻ này đúng là ưu tú. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, cười nói, Tiêu tiền bối, ta còn có việc khác, xin tạm biệt. Hắn thật sự sắp không chịu được ánh mắt của ông lão này rồi. Thậm chí hắn còn thấy nghi ngờ có phải ông lão này có sở thích đặc biệt gì không. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lập tức hơi buồn nôn. Tiêu Nhạc sửng sốt, sau đó nói, đi luôn à. Diệp Huyên gật đầu. Tiêu Nhạc hơi do dự, sau đó hỏi, có muốn làm quen với con gái của ta không? Con bé rất xinh đẹp đấy. Diệp Huyên. Nửa khắc sau, Diệp Huyên và Ngạn Bắc rời khỏi Thái Cổ Thành. Ở ngoài thành. Diệp Huyên trên xe ngựa lắc đầu cười khổ. Tiêu Nhạc khi nãy thật sự quá nhiệt tình. Cứ muốn giới thiệu con gái của ông ta cho hắn, hắn là loại người háo sắc như thế sao? Đúng là. Lúc này, Ngạn Bắc đột nhiên lạnh lùng hỏi, có phải vui lắm không?
Diệp Huyên nhìn về phía nàng ta, vui cái gì? Ngạn Bắc bình tĩnh nói, người ta muốn giới thiệu nữ nhi cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không thấy vui à? Diệp Huyên cười nói, Tiêu tiền bối đúng là quá nhiệt tình. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, cười như không cười, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú với nữ nhi của ông ta sao? Nói không chừng thật sự là một mỹ nữ tuyệt thế đó. Diệp Huyên bật cười, sau đó nói, nếu nói đến mỹ nữ tuyệt thế, không phải bên cạnh ta cũng có một người à? Ngạn Bắc hơi sửng sốt, sau đó hiểu ra, lập tức liếc Diệp Huyên một cái, miệng lưỡi trơn tru. Diệp Huyên cười to, chúng ta đi đến huyền giới đi. Nói xong, hắn nhẹ vung cương ngựa, một khắc sau, xe ngựa lập tức rời đi. Diệp Huyên ngồi dựa trong xe ngựa, vắt chéo hai chân, trong tay hắn cầm một quyển cổ tịch. Còn Ngạn Bắc thì ngồi bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta cũng đọc sách cùng với hắn, nhưng nàng cũng không dựa sát vào người hắn, vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Diệp Huyên cũng không quan tâm đến nàng ta, bây giờ thứ khiến hắn hứng thú nhất không phải là sắc đẹp, mà là đọc sách. Diệp Huyên đọc sách trông rất nghiêm túc, hắn phát hiện đọc sách có một tác dụng, đó là có thể nâng cao tư duy và cảnh giới của bản thân, có thể mở rộng tầm mắt của mình, cũng có thể khiến bản thân bớt sốc nổi. Trước đây hắn thật sự quá bốc động. Hơn nữa còn rất hung hăng. Mà hắn phát hiện, khi thật sự tĩnh tâm, khiến bản thân lắng đọng lại, tốc độ tu luyện của hắn cũng trở nên nhanh hơn. Hắn cảm thấy sau này nếu gặp phụ thân nhất định phải bảo ông ấy đọc nhiều sách, phụ thân cả ngày chỉ biết đánh rồi giết, thật sự rất nhàm chán. Lúc này, Ngạn Bác đột nhiên nhẹ giọng nói, người có người trong lòng không? Diệp Huyên sửng sốt, sau đó cười đáp, có. Ngạn Bắc ngẩn người, sau đó hỏi, là ai vậy? Diệp Huyên cười đáp, một nữ tử thích mặc váy trắng, thích cầm thương, nàng không thích nói chuyện cho lắm. Ngạn Bắc im lặng một lát rồi hỏi, hai người quen nhau như thế nào? Diệp Huyên buông sách xuống, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, năm đó, ta còn rất trẻ. An Lan Tú. Diệp Huyên nhìn về phía chân trời xa xôi, suy nghĩ dần trở lại lúc ở Thanh Thành. An Quốc Sĩ. Nghĩ đến An Lan Tú mặc bộ đồ trắng như tuyết trước đây, Diệp Huyên không nhịn được cong môi, bây giờ hắn vẫn nhớ cô gái cưỡi ngựa trắng ở Thanh Thành năm đó. Không thể không nói, gặp được An Lan Tú là sự may mắn của hắn. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, nét mặt ủ rũ. Diệp Huyên chợt nói, Ngạn Bắc cô nương, cô biết thích là gì, yêu là gì không? Ngạn Bắc sửng sốt. Diệp Huyên khẽ mỉm cười. Đặt cổ tịch trong tay xuống, sau đó nói, yêu là lúc gặp người đó, trong mắt chỉ có một mình họ, lúc không gặp người đó, mọi thứ đều chứa đựng hình ảnh của họ. Thích là lúc đêm khuya đọc sách đột nhiên nhớ đến người đó, nghĩ bây giờ người đó đang làm gì, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, nhưng chưa từng liên hệ với người đó. Thích và yêu khác nhau, tổng kết lại thì thích là yêu một chút, yêu là thích sâu đậm. Ngạn Bắc im lặng. Đương nhiên nàng ta hiểu ý Diệp Huyên. Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, ngươi cho rằng bây giờ ta chỉ đang thích ngươi, chứ không phải là yêu, đúng không? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, ta không cảm thấy bản thân xuất sắc đến mức khiến một nữ tử chỉ gặp ta mấy ngày đã yêu ta. Ngạn Bắc nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vậy ngươi có biết, tất cả tình yêu đều bắt đầu từ việc thích không? Ta thừa nhận bây giờ ta chỉ thích ngươi thôi, trong thích còn chứa đựng chút tò mò, nói yêu đúng là còn chưa đủ. Nhưng như thế thì sao? Ta không được thích ngươi à? Diệp Huyên đang định đáp lại thì Ngạn Bắc đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn, nổi giận nói, ngươi đừng nói mấy cái đạo lý trong sách với lão nương, ta chỉ hỏi ngươi, ta có thể thích ngươi không? Diệp Huyên. Ngạn Bắc nhìn chằm chằm hắn, có thể hay là không? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Ngạn Bắc buông cổ áo của Diệp Huyên ra, sau đó lạnh lùng nói, ngươi có thích ta hay không là chuyện của ngươi, dù sao thì bây giờ ta cũng thích ngươi. Dù vẫn chưa phải yêu, nhưng ta không quan tâm, đây là quyền của ta mà, đúng không? Diệp Huyên thành thật gật đầu, phải. Ngạn Bắc đột nhiên hỏi, vậy ngươi có thích ta không? Nói xong, hai tay nàng ta chợt siết chặt, hơi căng thẳng. Diệp Huyên im lặng. Ngạn Bắc nhìn chằm chằm hắn, khó trả lời lắm à? Diệp Huyên cười đáp, không ghét. Ngạn Bắc chừng hắn, người có học các ngươi chỉ biết nói chuyện vòng vo. Ta xem thường. Tuy tỏ vẻ giận dữ, nhưng hai tay nàng ta đã buông lỏng.
Diệp Huyên cười khẽ, sau đó thuận thế nằm xuống, đắp sách lên mặt, nhắm mắt trầm tư. Chi Huyền, khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều đang nghiên cứu về nó, hắn muốn đạt đến cực hạn. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể nghiên cứu đến động huyền rồi. Hắn biết, có bút đại đạo, hắn có thể đạt tới động huyền bất cứ lúc nào. Sở dĩ hắn không làm thế là vì hy vọng có thể tu luyện chi huyền cảnh đến cấp bậc cao nhất. Không chỉ có chi huyền cảnh, dù là kiếm kỹ, hắn cũng muốn làm như thế. Sau khi chạm quá khứ, chạm tương lai và chạm hiện tại dung hợp với nhất kiếm chạm hư vô, hắn đã đặt lại cho nó một cái tên, chạm hư. Bây giờ, hắn tự tin bản thân có thể giết chết một chi huyền cảnh trong nháy mắt, còn động huyền thì hắn vẫn chưa chắc chắn lắm. Vì trước kia hắn từng gặp thần Lam, có thể cảm nhận được sự đáng sợ của thần Lam, nói cách khác, động huyền cảnh vẫn khá có sức uy hiếp. Có điều hắn cũng không sợ, với thực lực của hắn bây giờ, nếu thúc giục bút đại đạo, muốn giết chết một cường giả động huyền cảnh vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, Diệp Huyên thầm thấy giật mình, chết tiệt, hắn giống như có bàn tay vàng thế này. Lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Diệp Huyên nhíu mày, hắn đứng dậy nhìn ra ngoài, cách đó không xa có một người áo đen. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Ngạn Bắc, sắc mặt nàng ta rất khó coi. Thấy Ngạn Bắc như thế, Diệp Huyên hiểu ra, nhẹ giọng hỏi, người của Ngạn tộc à? Ngạn Bắc gật đầu, chậm rãi siết chặt tay phải, ta không ngờ bọn họ lại đến nhanh như thế. Người áo đen khàn giọng nói, thần nữ, vui chơi lâu như thế, đã đến lúc phải về rồi. Ngạn Bắc im lặng một lát rồi đáp, được. Nói xong, nàng ta đột nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên đang định lên tiếng thì nàng ta đột nhiên ôm lấy hắn. Diệp Huyên sửng sốt. Ngạn Bắc ôm chặt lấy Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, ta sẽ không quên ngươi đâu. Dứt lời, nàng ta xoay người nhảy xuống xe ngựa, đi về phía người áo đen, sắc mặt nàng ta rất bình tĩnh, rõ ràng nàng ta đã ra quyết định này từ lâu. Lúc này, một bàn tay đột nhiên kéo Ngạn Bắc lại, Ngạn Bắc quay đầu, chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, hình như cô là người của thư viện ta. Muốn đi cũng phải hỏi ý kiến của viện trưởng là ta. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, ta phải đi rồi. Diệp Huyên khẽ hỏi, cô sợ liên lụy đến ta ư? Ngạn Bắc cúi đầu, nàng ta chợt run rẩy nói, lúc trước ta đã lừa ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, lừa gì cơ? Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn hắn, Ngạn tộc mạnh hơn những gì ta nói rất nhiều, ở Ngạn tộc có cường giả động huyền cảnh chân chính, hơn nữa sau lưng Ngạn tộc còn có cổ thần trong truyền thuyết. Diệp Huyên im lặng. Ngạn Bắc nói tiếp, ta đến thư viện có hai mục đích, một là muốn lợi dụng ngươi, hai là muốn trộm bộ luật thần đạo. Diệp Huyên cười hỏi, còn gì nữa không? Ngạn Bắc lắc đầu, hết rồi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, bây giờ xem ra hình như cô đều thành công rồi. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, ngươi không muốn cho ta đi sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói theo một cách khác. Bây giờ cô là học viên của học viện ta có trách nhiệm bảo vệ cô. Ngạn Bắc lắc đầu, ta không cần, bây giờ ta xin rút khỏi học viện. Nói xong, nàng ta xoay người đi về phía người áo đen. Nàng ta chưa từng do dự như thế bao giờ. Đúng như lời nàng ta nói, nàng ta đến học viện là muốn lợi dụng Diệp Huyên, nhưng sau khi tiếp xúc với hắn, nàng ta phát hiện bản thân bắt đầu có thiện cảm với người đàn ông này. Là có thiện cảm. Không thể xem là yêu. Nàng ta rất muốn ở lại thư viện, nhưng nàng ta biết nếu mình ở lại đây sẽ mang đến vô vàng phiền phức cho Diệp Huyên. Cho nên nàng ta dứt khoát chọn rời đi. Nàng ta không muốn mang đến phiền phức vô tận cho người đàn ông phía sau. Lúc này, tay nàng ta bị kéo lại một lần nữa. Ngạn Bắc quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, cô không được đi. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên. Tỏ vẻ tức giận, ngươi biết Ngạn tộc đáng sợ đến mức nào không? Ngươi có biết không? Ngươi không biết, ngươi hoàn toàn không thể đối đầu với Ngạn tộc đâu. Diệp Huyên lắc đầu. Ngạn Bắc đang định nói tiếp thì Diệp Huyên đột nhiên kéo nàng ta ra phía sau, chuyện của nam nhân, nữ nhân im miệng. Ngạn Bắc. Diệp Huyên nhìn về phía người áo đen trước mặt, cười nói, chúng ta đều là nam nhân, thẳng thắn một chút đi. Ngươi muốn đấu văn hay đấu võ? Nếu đấu văn, ta sẽ nói phải trái với ngươi, còn đấu võ, thì chúng ta đánh một trận.
Người áo đen ngẫm nghĩ, sau đó nói, vậy thì đấu võ. Oanh! Một tia kiếm quang không hề báo trước chém lên người người áo đen, thân thể của gã lập tức vỡ tan, chỉ còn lại linh hồn. Ngạn Bắc ngây người, nàng ta nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, nàng ta không thấy Diệp Huyên ra tay, nhưng nàng ta biết chiêu kiếm khi nãy là của Diệp Huyên. Hắn mạnh như thế sao? Ngạn Bắc hoàn toàn hóa đá. Phía xa, người áo đen chỉ còn lại linh hồn đột nhiên giơ hai lên làm tư thế đầu hàng, run rẩy nói, vị đại ca này, ta chọn đấu văn. Đấu văn? Không thể không nói, lúc này người áo đen đã hoàn toàn ngơ ngác. Khi nãy vừa xảy ra chuyện gì thế? Gã còn không nhìn thấy Diệp Huyên xuất kiếm thế nào mà thân thể đã bị đánh tan rồi. Lúc này, đầu óc gã trống rỗng. Diệp Huyên nhìn người áo đen chỉ còn lại linh hồn, cười khẽ hỏi, đấu văn à? Người đàn ông áo đen vội vàng gật đầu, lúc này gã đã bình tĩnh lại, gã biết bản thân đã đánh giá thấp thực lực của người đàn ông trước mắt rồi, hơn nữa còn là đánh giá vô cùng thấp. Diệp Huyên cười nói, Ngạn Bắc là người của thư viện ta, bây giờ nàng không muốn trở về, chúng ta nên tôn trọng mong muốn và tự do của nàng, ngươi thấy đúng không? Người đàn ông hơi do dự, sau đó run rẩy nói, ngươi nói sao thì chính là như thế. Diệp Huyên hơi bất mãn, ta là đang nói phải trái với ngươi, không phải đang uy hiếp ngươi. Người áo đen im lặng. Mẹ kiếp! Ngươi muốn nói phải trái? Vậy có thể rời thanh kiếm trên đầu ta đi không? Trên đời này có ai nói phải trái như thế à? Diệp Huyên lại nói, chúng ta nên tôn trọng sự tự do của mỗi người, ngươi thấy đúng không? Người áo đen hơi do dự, sau đó hỏi, thật sự có thể nói phải trái à? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Ngươi yên tâm, dù ta đã giết rất nhiều ngươi, nhưng ta gần như đều không giết lung tung, ngươi có thể yên tâm về điều này. Nét mặt người áo đen cứng đờ. Diệp Huyên cất lời, ngươi nói đi. Người áo đen im lặng một lát rồi nói, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, đây là lời nói thật lòng của ngươi à? Người áo đen gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, vậy ngươi về nói với Ngạn tộc rằng bây giờ Ngạn Bắc là học viên của thư viện ta, bất cứ vấn đề gì, Ngạn tộc có thể trực tiếp đến tìm ta. Người áo đen nhìn Diệp Huyên. Không nói một lời. Diệp Huyên cười hỏi, có vấn đề gì sao? Người áo đen hơi do dự, sau đó hỏi, ta có thể hỏi không? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Người áo đen ngẫm nghĩ sau đó nói, đây là chuyện riêng của Ngạn tộc, người ngoài nhúng tay vào có phải không được tốt lắm không? Diệp Huyên cười nói, bây giờ nàng là học viên của ta. Người áo đen lại nói, đầu tiên phải nói nàng là người của Ngạn tộc, làm người của Ngạn tộc. Gia tộc bồi dưỡng nàng, đương nhiên nàng phải làm tròn trách nhiệm với gia tộc, ngươi thấy sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng là thế. Nghe vậy, người áo đen vội nói tiếp, nàng là thần nữ, đương nhiên phải thờ phụng vị thần mà chúng ta phụng dưỡng, đương nhiên ta hiểu người ngoài nhìn vào sẽ thấy hơi không hợp lý, nhưng phong tục của mỗi vũ trụ đều khác nhau, có phải chúng ta nên tôn trọng phong tục văn hóa của người khác không? Diệp Huyên gật đầu, cũng có lý. Người áo đen nói tiếp, ta đến tìm nàng cũng không nói là muốn làm hại đến nàng, mà ngươi lại thẳng tay đánh tan thân thể của ta, có phải là hơi quá đáng không? Diệp Huyên cười nói, là ngươi muốn đấu võ mà. Đương nhiên ta thừa nhận ta có hơi nặng tay, nhưng ta thật sự không biết ngươi, ngươi lại yếu như thế, ta không có ý sỉ nhục ngươi, khi nãy ta thật sự mới chỉ sử dụng một phần lực thôi. Sắc mặt người áo đen không ngừng thay đổi, gã im lặng một lát rồi nói, được. Đây coi như là lỗi của ta, là ta tắc trách. Dứt lời, gã nhìn Diệp Huyên, nói lại chủ đề khi nãy, nếu ngươi tôn trọng văn hóa phong tục của chúng ta, vậy có phải nên để nàng trở về cùng ta không? Diệp Huyên cười nói, không thể. Nét mặt người áo đen cứng đờ, ngươi không định nói phải trái nữa đúng không? Diệp Huyên cười nói, không phải vậy, ý của ta là một khoảng thời gian nữa, ta sẽ trở về cùng với nàng. Người áo đen nhìn Diệp Huyên, hơi nhíu mày, các hạ, người có biết Ngạn tộc ở phía Bắc Hoang vũ trụ không? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, người muốn nói với ta là các ngươi lợi hại lắm đúng không? Người áo đen bình tĩnh nói, không dám. Diệp Huyên cười nói, trở về nói với tộc trưởng Ngạn tộc các ngươi, hôm khác ta sẽ dẫn Ngạn Bắc đến Ngạn tộc, khi đó, nếu Ngạn tộc các ngươi muốn đấu văn,
ta sẽ nói phải trái với các ngươi, còn nếu các ngươi muốn đấu võ. Nói đến đây, hắn cười khẽ, sau đó im lặng. Người áo đen nhìn Diệp Huyên, nếu đấu võ thì ngươi muốn thế nào? Diệp Huyên mở lòng bàn tay, thanh kiếm trên đầu người áo đen đột nhiên biến thành một tia kiếm quang rơi vào tay hắn, hắn xoay người kéo Ngạn Bắc đi về phía xe ngựa, ta vô địch, ngạn tộc các ngươi tùy ý. Người áo đen. Dưới ánh nhìn của người áo đen, xe ngựa của Diệp Huyên chậm rãi đi về phía xa. Người áo đen đứng im tại chỗ một lát, sau đó nhẹ giọng nói, chàng trai trẻ, người không biết gì về thực lực của ngạn tộc ta cả. Nói xong, gã xoay người biến mất ở cuối tinh không. Trên xe ngựa. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, người thật sự muốn cùng ta đến ngạn tộc à? Diệp Huyên gật đầu. Ngạn Bắc nhìn hắn với ánh mắt vô cùng phức tạp. Diệp Huyên buông quyển sách trong tay xuống, sau đó cười hỏi, lo lắng à? Ngạn Bắc gật đầu, phụ thân của ta là một người rất ngoan cố, hơn nữa ông ấy còn rất trung thành với cổ thần, không chỉ ông ấy, cường giả của ngạn tộc ta cũng rất trung thành với cổ thần kia, người muốn thay đổi suy nghĩ của bọn họ hoàn toàn là chuyện không thể. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không sao cả, đến lúc đó cô cứ để ta lo hết là được. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, hơi cúi đầu, trong mắt cất giấu điều sâu xa. Diệp Huyên đột nhiên vén rèm lên, hắn nhìn về phía trời xanh mây trắng xa xa, khẽ cười nói, trốn tránh không phải cách giải quyết, nếu ta đoán không lầm, tuy cô không thích làm thần nữ, nhưng vẫn có tình cảm với phụ thân và người trong tộc, đúng không? Ngạn Bắc gật đầu, Diệp Huyên nói đúng. Dù nàng ta không muốn làm thần nữ gì đó, nhưng nàng ta muốn trở về, dù sao ngạn tộc cũng là nhà của nàng ta. Diệp Huyên thu hồi tâm mắt, hắn nhìn về phía Ngạn Bắc, nếu đã có tình cảm, vậy chúng ta càng nên nói chuyện với họ, nói chuyện xong, mọi người vẫn là người một nhà, không phải sao? Ngạn Bắc nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi biết không, bọn họ chỉ tôn trọng người có thực lực có bối cảnh, dù thực lực cá nhân của ngươi có mạnh mẽ, thì bọn họ cũng sẽ không thật sự xem trọng ngươi. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Ngạn Bắc, hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng phủi đi sợi tóc trên vai Ngạn Bắc, sau đó cười nói, đừng nói về bối cảnh gia thế với ta. Ngạn Bắc hơi khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, vì bối cảnh gia thế của ta, là vô địch. Ngạn Bắc trừng Diệp Huyên, con người ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có một điều là thỉnh thoảng thích khoác lác, thói quen này không tốt đâu. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Không thể không nói, Diệp Huyên thật sự thấy cạn lời. Hắn phát hiện hắn không thích hợp nói thật không có ai tin cả. Lúc này, trời đột nhiên đổ cơn mưa. Bên ngoài xe ngựa mưa ngày càng lớn, Diệp Huyên cũng không đọc sách nữa, mà bắt đầu nói chuyện phiếm với Ngạn Bắc. Ngạn Bắc ngồi bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta tựa đầu bên cửa sổ, nhìn mưa rơi bên ngoài, nhẹ giọng nói, ta chưa từng thấy yên bình như thế bao giờ. Nói xong, nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, không biết tại sao, khi ở bên cạnh ngươi, ta không chỉ cảm thấy bình yên mà còn cảm thấy rất an toàn nữa. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta có người trong lòng rồi. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, vậy mà ngươi còn trêu ghẹo ta. Diệp Huyên vội nói, ta không có. Ngạn Bắc nhìn chằm chằm hắn, đó cũng là lỗi của ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao? Ngạn Bắc đột nhiên tựa đầu vào vai Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, lỗi của ngươi là ngươi quả ưu tú, tự nhiên cướp đi trái tim của người ta. Tên cướp trái tim đáng ghét này. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta có xuất sắc như vậy sao? Ngạn Bắc gật đầu, người đẹp trai có tiền, có học vấn, thực lực mạnh hơn nữa còn là kiếm tu, gia thể thần bí còn săn sóc. Nói đến đây, nàng ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Vũ trụ chư thần còn có nam nhân nào ưu tú hơn ngươi sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, có lẽ là không. Phụt! Ngạn Bắc đột nhiên bật cười, nàng ta liếc hắn, còn một điều nữa, ngươi còn khá là mặt dày. Diệp Huyên cười to. Mưa ngày càng to, nhìn ra ngoài từ trong cửa sổ, tầm mắt chỉ thấy rất mơ hồ. Không lâu sau đó, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Diệp Huyên nhìn về phía xa. Phía trước xe ngựa có một ông lão đang đứng, trong tay ông lão cầm một cây quạt xếp. Ông lão này chính là Lý Lan phụ thân của Lý Tuyết. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Ngạn Bắc, cười nói, chúng ta đi xuống đi.
Nhưng Ngạn Bắc lại lắc đầu, người xuống đi, ta ở lại đọc sách. Diệp Huyên gật đầu, được. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên đi về phía xa, nàng ta mở lòng bàn tay, một lá bùa xuất hiện. Nhìn Diệp Huyên trong mưa, ánh mắt Ngạn Bắc dần trở nên mơ hồ, giống như trong mắt cũng có mưa rơi xuống vậy. Nàng ta thì thào như tiếng muỗi kêu, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ta không thể để ngươi cùng ta đến Ngạn tộc được. Có lẽ, Ngạn tộc không mạnh như thế lực sau lưng ngươi, nhưng ta không dám cược, thật sự không dám, vì nếu ta cược thua, ngươi sẽ phải chết. Nói xong, nước mắt trong hốc mắt nàng ta tựa như mưa ngoài cửa sổ, ngày càng nặng hạt. Ngạn Bắc vẫn nhìn Diệp Huyên, nước mắt tuôn rơi trên mặt nàng ta, nhưng nàng ta lại đang cười, khoảng thời gian vừa qua, ta luôn cảm thấy hoang đường, ta chưa từng nghĩ mình sẽ thích một nam nhân trong khoảng thời gian ngắn như thế, nhưng thích chính là thích, thật sự không thể khống chế được. Ta có thể làm sao chứ? Nói đến đây, nụ cười trên mặt nàng ta chợt trở nên đau khổ, nhưng, người đã có người trong lòng rồi. Nói đến đây, trong lòng nàng ta như bị kim đâm. Khi ngươi nói ngươi có người trong lòng, ngươi có biết ta đau lòng đến mức nào không? Ngươi đã từng hiểu cảm giác đó chưa? Có lẽ là chưa, ngươi xuất sắc như thế, người ngươi thích chắc chắn cũng thích ngươi, tại sao ta không gặp ngươi sớm hơn, tại sao? Nói đến đây, tầm mắt nàng ta dần trở nên mơ hồ, tay phải nàng ta siết chặt lấy lá bùa, để ta được ngắm nhìn ngươi thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Phía xa, Diệp Huyên chậm rãi đi về phía Lý Lan, thấy Diệp Huyên đi tới. Lý Lan vội vàng nghênh đón, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng bước, hắn chợt quay đầu nhìn thẳng vào trong xe ngựa, mà lúc này, bên trong đã không còn bóng người. Đi rồi ư? Diệp Huyên sửng sốt. Hắn im lặng một lát, sau đó lắc đầu, đây là sự lựa chọn của cô sao? Dứt lời, hắn xoay người đi về phía Lý Lan. Nếu đó đã là sự lựa chọn của cô, thì ta sẽ tôn trọng. Hắn bỏ đi suy nghĩ đi đến thần sơn Ngạn tộc. Nhưng chưa đi được hai bước, Diệp Huyên lại dừng lại. Vì sao nàng ta đột nhiên muốn đi? Diệp Huyên cau mày. Một lát sau, hắn chậm rãi siết chặt tay phải, nhà đầu này là sợ liên lụy đến hắn, cho nên mới quyết định chủ động trở về Ngạn tộc. Nghĩ vậy, Diệp Huyên khẽ thở dài, nhà đầu ngốc. Lúc này, Lý Lan bước nhanh đến trước mặt Diệp Huyên, cung kính nói, Diệp công tử. Đương nhiên ông ta rất tôn trọng Diệp Huyên, một người có thể dùng bộ luật thần đạo làm quà tặng có thể là người bình thường sao? Huyên. Hơn nữa chuyện ngôn gia nhượng bộ trước kia đã khiến ông ta hiểu ra. Rõ ràng Diệp công tử mạnh hơn trong tưởng tượng của ông ta nhiều. Diệp Huyên nhìn về phía Lý Lan, khẽ mỉm cười, tiền bối, ta có một vài chuyện cần xử lý, hôm khác sẽ quay lại thăm hỏi, xin thứ lỗi. Lý Lan vội vàng hỏi, có cần giúp đỡ gì không? Nếu có thì Diệp công tử cứ nói. Diệp Huyên cười đáp, ta muốn đi đánh nhau. Lý Lan hỏi, đánh ai? Ta có nhiều người lắm. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, thần sơn Ngạn tộc của Hoang Vũ Trụ. Nét mặt Lý Lan cứng đờ. Diệp Huyên cười to, tiền bối, giúp ta chăm sóc ngựa của ta nhé. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm, nhanh chóng biến mất ở cuối tinh không. Lý Lan nhìn xe ngựa trước mặt. Trong tinh không, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, hắn mở lòng bàn tay, lệnh huyền thiên xuất hiện trong tay hắn thúc giục nó, một lát sau, Nam Khánh xuất hiện trước mặt hắn. Thấy Diệp Huyên, Nam Khánh lập tức cúi thấp người, Diệp thiếu. Diệp Huyên bình tĩnh hỏi, Hoang Vũ Trụ ở đâu? Nam Khánh lập tức nói, sẽ sắp xếp ngay. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Không lâu sau đó, Nam Khánh lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đổ bay ra, một truyền tống trận to lớn nhanh chóng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ông ta rời hẳn truyền tống trận này từ tiên bảo các đến trước mặt Diệp Huyên. Cùng lúc đó, chín cường giả chi huyền cảnh cũng xuất hiện. Nam Khánh cúi người, Diệp thiếu, tất cả cường giả của phân hội tiên bảo các chúng ta ở vũ trụ chư thần đều đã đến. Nếu Diệp thiếu cảm thấy không đủ thì ta sẽ lập tức điều động cường giả ở vũ trụ khác đến. Diệp Huyên nhìn Nam Khánh, ông biết ta muốn làm gì à? Nam Khánh đáp, không biết, nhưng Diệp thiếu bảo gì chúng ta sẽ làm nấy. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta xin nhận lòng tốt của ông, nhưng chỉ một mình ta là đủ rồi. Nói xong, hắn lập tức đi vào truyền tống trận kia rồi biến mất.
Ở vị trí ban đầu, sắc mặt Nam Khánh lập tức thay đổi, ông ta nói, đi, đi đến hoang vũ trụ. Một ông lão bên cạnh Nam Khánh hơi do dự, sau đó nói, hội trưởng, không phải Diệp Thiếu đã nói không cần chúng ta rồi sao? Nam Khánh nổi giận, ngu ngốc, Diệp Thiếu nói không cần là chúng ta không đi à? Rõ ràng là Diệp Thiếu đi đánh nhau, có lẽ hắn không muốn chúng ta giúp đỡ, nhưng chúng ta không thể không đi, hiểu không? Ông lão nhíu mày, vì sao? Nam Khánh khẽ thở dài, ông đừng chỉ biết tu luyện, rảnh rỗi thì đọc nhiều sách hơn giống Diệp Thiếu ấy. Ông lão! Nam Khánh nói với giọng điệu nặng nề, hắn có thể không cần, nhưng chúng ta không thể không đi. Giống như tặng quà mời khách ăn cơm ở thế tục vậy, người ta có muốn đến ăn hay không là chuyện của người ta, nhưng ông nhất định phải cư xử đúng cách. Còn nếu không cư xử đúng cách được thì hừ, nói nhẹ thì là không biết đối nhân xử thế, nói nặng hơn là chặn lại con đường phát triển của bản thân, hiểu không? Ông lão! Nam Khánh không nhiều lời nữa, ông ta bước thẳng vào trong truyền tống trận. Ông lão đứng im tại chỗ một lát, sau đó nhẹ giọng nói, đây là lý do vì sao ta lăn lộn nhiều năm như thế, nhẫn nhục chịu khó, làm trâu làm ngựa, nhưng bổng lộc vẫn không cao bằng ngươi sao. Nói xong, ông ta lắc đầu thở dài, sau đó vội vàng tiến vào truyền tống trận cùng với đám cường giả bên cạnh. Hoang vũ trụ. Không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt, vào khoảnh khắc mở mắt ra, hắn thấy bản thân đang ở trong một hang núi. Hắn nhìn thấy mấy trăm truyền tống trận ở nơi này. Đây đều do Tần Quan thiết lập. Diệp Huyên hơi đau đầu, hắn quên hỏi thần sơn ngạn tộc kia ở đâu rồi. Lúc này, truyền tống trận ở một nơi đột nhiên rung lên, sau đó, một cái đầu máu chảy đầm đìa lăn ra. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía truyền tống trận kia, sau cái đầu kia, có một cô gái chậm rãi bước ra. Cô gái chỉ khoảng 16-17 tuổi, mặc váy dài màu đen. Trên váy thêu hoa mai đỏ tươi, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đó chính là máu tươi. Mái tóc dài của nàng ta búi cao, giữ ở sau gáy bằng một sợi vải màu máu, trông giống như đuôi ngựa. Đôi chân mày của nàng ta tựa như tranh vẽ, dưới lông mày là đôi mắt lạnh như băng, chỉ cần nhìn thôi sẽ khiến người ta như rơi vào hầm băng, lạnh đến thấu xương. Bên hông nàng ta đeo một thanh loan đao, chỗ cán đao treo một bình hồ lô màu máu to cỡ ngón cái. Sau khi bước ra, cô gái nhìn Diệp Huyên với nét mặt lạnh lùng, không có chút cảm xúc. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, cô nương, cho hỏi thần sơn ngạn tộc ở đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 206.